Tại một trường trung học nào đó trên đất nước Hàn Sẻng, tình trạng học sinh hỏi thăm sức khỏe ông bà già nhau cũng như tổng quất miễn phí cho nhau giữa trường lớp diễn ra nhiều như cơm bữa. Thầy cô cũng không dám can thiệp vì cũng sợ rước họa vào thân nên tình trạng này ngày càng trở nên hết sức báo động. Bách ho nam chính của chúng ta mới vào trường nên còn lạ nước lạ cái, tính cách có hơi nhút nhát nên thường xuyên bị bọn đầu gấu khóa trên bắt nạt. Thi thoảng bị chúng lôi vào nhà vệ sinh làm trò tiêu khiển. Vì chúng quá đông và hung hãn nên Trang Su chỉ đành cam chịu mà không thể phản kháng thấy dùng giày tác động vật lý không ăn thua mà ăn đòn xong mặt của bách ho cứ căng căng ra làm chúng cây cú dọa sẽ cho nam chính nhà ta ngủ với run luôn rồi lao vào đấm anh một phát giữa mặt đầy đau đớn máu mũi chảy đầm đìa vừa đấm bếch ho xong tay đại ca nhắc nhẹ đàn em hoang di tê mày làm nhẹ tay quá nên nó mới leo lên đầu mày ngồi đó lũ khốn trường gang chun lát nữa đấm nhau với mình cũng vậy thằng sai vật này cũng vậy nếu không đánh cho chính xác thì chúng nó coi thường cho đấy tưởng thế là xong nhưng lần này nó muốn chơi trội kiếm hàng nóng ra Ben Beck ho thêm vài cái nữa cho bỏ ghét. Vừa ăn đấm xong chưa kịp chấn tĩnh, mở mắt ra đã thấy ngay cái bồ cào đang chuẩn bị táp vào mặt, chán chả muốn nói. Thế rồi sống mũi còn đang dỉ máu, lại ăn ngay một đòn đau điếng giữa mặt làm anh đau đớn nằm gục xuống bồn cầu, bọn đầu gấu thì đắc ý cười không ngậm được mồm. Tưởng thế là thoát nhưng không, bọn này nay chắc ngáo chó hay sao ý mà lại ngay lập tức thúc Beck ho đứng dậy ăn đòn tiếp. Thân cô thế cô, nam chính nhà ta chả thể làm gì ngoài việc nghe lời của chúng dường như cảm nhận được thần chớt đang đứng bên có thể bế mình đi bất cứ lúc nào ngước mắt nhìn lũ khốn lần cuối mà chúng không hề bận tâm gì cây cú quá dù gì thì anh cũng là nhân vật chính của bộ chuyện này mà nên méo ăn đòn nữa mà né cái nhẹ phát đập quá mạnh làm vỡ cả bồn vệ sinh nếu bếch ho ăn phải thì xác định một đi không trở lại bọn đầu gấu thấy bếch ho né đòn thì cây cú ra mặt buông những lời đường mật về phía nam chính nhà ta cái con cạch gì thế bây giờ mày dám né đòn nữa luôn hả thằng chó hoang di tê cây cú sẵn con hàng trong tay tung hết sức đập vào mặt nam chính nhà ta. Đối diện với cái chết thêm một lần nữa Bách Ho lại suy nghĩ, trong cuốn sách mình từng đọc ở đâu đó, kể về câu chuyện của một người lính. Nói rằng trong chiến tranh, nếu cảm nhận được cái chết đang cận kề, thì trong khoảnh khắc đó, thời gian sẽ trôi rất chậm, chi nhớ dần trở nên lộn xộn không rõ ràng. Thế rồi trong lúc thập tử nhất sinh Bách Ho như một bóng ma tấn công lũ đầu gấu không trượt phát nào. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh đến nỗi khi tất cả nằm đo ván anh cũng méo hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Thế rồi thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà hai năm đã trôi qua. Nam chính nhà ta trước kia bị người khác tổn thương, mới học được vài chiêu lại muốn đi làm tổn thương người khác, quả đúng là tuổi trẻ liều cao mà. Mặt anh hàm hàm sắc khí tay thì cầm sắn viên gạch, hiên ngang đi giữa trường lớp như chỗ không người. Học sinh trong trường không muốn rước họa vào thân nên tất cả đều nép hết vào tường cho anh thoải mái bước đi. Danh tiếng của anh giờ đã rất nổi học sinh trong trường ai nấy cũng đều biết tới, chỉ dám ngước mắt nhìn theo mà thôi. Cuối cùng thì cũng tới nơi, Người mà nam chính muốn tính sổ lần này là trang su một thanh niên rất ư là đẹp trai. Dường như đã quá quen mặt với bếch ho nên đàn em của thanh niên đó nhìn cái là khịa anh liền. Đù má nhà mày hôm nào đến đây cũng bị giã cho sấp mặt lờ mà vẫn cứ mò mặt đến đây à, mày gan cũng to phết đấy chứ. Rồi ba thằng từ từ bước ra hỏi thăm anh, Choi bếch ho mày định làm cái lờ gì vậy, có cút đi không thì bảo, bố mày ngứa mắt lắm rồi đó. Thấy đây chỉ là lũ tôm tép, bếch ho khinh không thèm tiếp lời, sẵn viên gạch trong tay một phát ném thẳng mặt trang su thanh niên này nhìn trông có vẻ thư sinh thế mà thân thủ quả thật không phải dạng vừa chỉ né cái nhẹ cũng tránh được viên gạch bay vút qua mà mặt chả hề biến sắc khi cửa sổ vỡ vụn bích ho nhân lúc bọn đàn em mất cảnh giác lao vào tấn công trang su ngay tức thì tưởng thế nào ai ngờ ăn ngay một gối giữa cằm rồi liên hoàn đấm mà trả thể đỡ lấy một đòn máu anh đã đổ mặt anh đã sưng mà không hề đánh được trang su dù chỉ là một cái vẻ mặt hùng hổ lúc đầu chả thấy đâu mà chỉ là bộ dạng đáng thương nằm co rúm một góc dưới đất thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, đi đánh người ta xong ăn đòn thì ai mà bênh được. Vừa ôm đầu bếch ho vừa cay cú, mình cũng mạnh thế mà sao so với thằng này chả ăn thua gì nhỉ. Không lẽ nó là quái vật, rồi lại bắt gặp ánh mắt rất chiều mến của Trang Su anh càng thêm điên tiết. Vừa lấy cái ghế ngay bên cạnh liều chớt lao vào tấn công Trang Su, thấy chúng nó đông vãi lờ anh chỉ đành ném thật mạnh vào chúng để thừa cơ đánh lén. Nhưng Trang Su đỡ cái nhẹ làm đàn em của hắn lẫn tôi cũng phải ngỡ ngàng, đù má thằng này chắc chắn là quái vật con mợ nó luôn. Nhân cơ hội đó, Bách Ho lao tới tấn công Trang Su không thương tiếc. Trên thực tế chỉ có 0,1% dân số mang trong mình tố chất anh hùng. Nhưng thằng cờ hó này còn nhanh mà mạnh đến mức áp đảo người khác. Tưởng nam chính nhà ta thế nào ai ngờ bị nó dã như con, liên tục ăn đòn mà không thể đánh trả dù chỉ một cái, thế rồi lại phải ôm mặt kêu la trong đau đớn. Tưởng kêu là thoát à, Trang Su từ từ bước lại cầm ghế phang anh không trượt phát nào. Đàn em của thanh niên cũng hốt đủ má đại ca ra tay mạnh thế, nó không may đáp chiếu thì phải làm thao tầm quất một lúc cũng chán trang su dẫn đàn em xuống căng tin ăn chơi đập phá mặc xác bếch ho rên rỉ trong cây cú cũng như đau đớn nhưng dường như máu liều còn nhiều hơn máu não sẵn mảnh sành dưới sàn nhà bếch ho vừa lấy ngay rồi lao vào đâm trang su những người thuộc 0,1% dân số mang trong mình tổ chức anh hùng cứng rắn nhanh nhẹn và áp đảo người khác đặc biệt họ không hề biết sợ hãi vậy nên tốt nhất là chúng ta không nên khuyên ngăn mà chỉ cần cầu nguyện cho họ mà thôi thân thủ của trang su thật quá phi phàm các đòn tấn công của bách ho về phía hắn thật chả si như gì cứ như thể con đánh với bố vậy lại thêm vài đòn cơ bản nữa nam chính nhà ta lại nằm sàn lần này có vẻ không còn sức lực nên anh nằm ngoan như cún con say sữa không hề nhúc nhích một cái đàn em của trang su cũng có chút hốt không may bếch ho ngỏm thật thì không biết nên làm thế nào đang tính coi anh còn thở không thì nam chính bừng tỉnh thủ thế chiến đấu liền nhìn quanh thì không thấy trang su đâu anh chỉ đành chửi thề hứa với lòng sẽ có ngày đánh bại được thằng ôn con đó để trở thành trùng ngôi trường này giấc mơ thật cao cả vĩ đại làm sao thế rồi tay anh bỗng dưng phát sáng cũng chẳng biết là thứ gì nhưng cũng nắm chặt tay tự hứa với bản thân phải tẩn cho thằng khốn đó một trận nhưng mà thằng ôn con đó là cái méo gì không biết mạnh vãi linh hồn luôn trang su cùng mấy thanh niên rủ nhau xuống dưới căng tin đánh chén ngon lành vừa đánh người ta tay tua mà mặt anh không hề biến sắc hỏi đàn em xem thằng ôn bếch ho đến gợi sẹo bao nhiêu lần thì được biết từ đầu năm đến giờ tính cả lần này là 10 lần bọn chúng khinh nam chính ra mặt bảo anh là thằng ôn con mặt dày lần nào cũng ăn đòn sấp mặt thế mà vẫn chưa sáng mắt ra thanh niên tóc xoăn tiếp lời chắc do chúng ta không thèm chấp nên nó mới lì lợm như vậy đấy Tha rằng tới tìm nó rồi tính sổ một lần luôn cho xong trang su nhắc nhẹ chúng mày thấy cả rồi đó thằng đầu buổi rẻ rách choi bếch họ đó dù có bị ăn đấm thì nó cũng không dừng lại đâu chính vì thế nó mới không ngại liều chết xông tới những 10 lần rồi dặn cho man điều tra ít thông tin xem sao thanh niên đồng ý liền ngày hôm sau cái vẫn nạn kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu vẫn diễn ra như thường thanh niên béo này vì mua nhầm sữa dâu thành sữa trắng thôi mà đã được tắm luôn trong lớp rồi thật là ức hiếp người ta quá đáng. Thấy như vậy còn chưa đã, tay cầm đầu còn bắt thằng béo lấy sữa dưới sàn bôi lên khắp người. Thấy địch đông quá anh chỉ đành ngoan ngoãn làm theo mà không dám phản kháng, dù cho có là lời nói cũng không dám ho he. Đang hí hửng thì Bích Ho mặt đầy sẹo lạnh lùng bước vào, nhắc nhẹ mấy thằng sao lại bắt nạt bạn cùng lớp. Mấy thằng nhìn anh băng bó đầy mặt cũng biết chắc lại mới đánh nhau thua về đây. Thanh niên tóc vàng ấp úng thằng béo đó ở nhà chưa tắm nên bọn tao chỉ tắm hộ nó tí thôi mà, làm gì mà căng thẳng thế anh trai nếu không sạch sẽ thì có thể bị bệnh nên tao định dạy nó bài học như vậy đó chưa kịp nói hết câu thì ăn ngay một đấm giữa mặt chảy cả máu mũi rồi từ từ bước đến anh béo trước con mắt sợ hãi của đám bắt nạt vừa rồi đứng trước mặt thanh niên vừa mới bị đổ sữa vào mặt anh nhắc nhẹ bố mày cảnh cáo lần cuối cùng đây là người cùng lớp hôn hồn thì đừng có đụng vào dung bếch ok chưa mấy thằng ngu bọn chúng nghe xong ai cũng rén gật đầu vâng lời anh liền cuối giờ học để cảm ơn sự giúp đỡ của bếch ho với mình dung bích đã mua cho anh hộp sữa coi như lời cảm ơn nhưng đáp lại tấm chân tình đó là một sự lạnh lùng đáng sợ bách ho ngay lập tức sút hộp sữa đi và bảo cút đi đồ ăn hại tao còn gấu hơn mấy thằng đó nữa đấy đừng có mà nịnh bợ làm anh béo không biết phải làm sao đành lủi thủi ra về ở bên này khi cùng nhau đi về john man đã điều tra được một chút thông tin của bách ho và kể cho cả đám nghe trường cũ của choi bách ho nổi tiếng là nơi những kẻ mạnh ức hiếp những kẻ yếu hơn tên đó còn là đứa nhỏ con nhất trong đám sinh viên mới là một miếng mồi béo bở cho những tên bắt nạt khi nhập học cậu ta nghiễm nhiên trở thành đối tượng bị xem thường và ức hiếp. Nhưng một ngày nọ, Bách Ho đã chống cự lại bọn chúng để thay đổi điều đó. Xui cho cậu ta là đã chọn nhầm đối thủ. Bởi tên kia là một gã đầu gấu chính hiệu, kể từ hôm đó. Cậu ta trở thành đối tượng bị bạo lực, xem thường và cô lập ở trường học. Đó là lần chống đối hoàn toàn thất bại, và vì thế cậu ta chính thức trở thành chân sai vặt của bọn chúng. Dù không biết đó là may mắn hay bất hạnh, nhưng Choi Bách Ho đã rèn luyện được sức chịu đòn đáng kinh ngạc. Chẳng hiểu thế nào mà cậu ta đã chịu đựng suốt 3 năm như vậy. Cho đến một ngày tự dưng cậu ta như bị ma nhập ấy, cậu ta đánh suýt chết một lúc năm thằng Từ đó Choi Baek Ho đã tự thay đổi vị thế của chính mình. Nghe xong Trang Su cũng khá ngạc nhiên, một cân năm mà sao bây giờ yếu rớt thế không biết. Mấy thằng phá ra cười, chắc là ăn may chó ngáp phải rồi hoặc là chuyện tào lao thôi, chứ một với một còn chả ăn được Trang Su cân năm cái cc. Rồi từ khi có tin đồn đó Baek Ho đã trở nên rất cục sức đi tần tất cả những thằng hay đi bắt nạt người khác. Mọi người cứ nghĩ hắn là anh hùng nhưng khi nạn nhân cảm ơn thì cũng bị ăn dã luôn chả hiểu sao. Bố tóc xoăn bảo chắc nó bị chập mạch con mợ nó rồi mới thế, bị dã cho u đầu rồi nên thần kinh chắc có tổn hại ít nhiều, thật là đáng thương. Hưởng ứng cho câu chuyện đang hấp dẫn, Trang Su bảo mấy đứa từ giờ phải yêu thương thằng bé thiểu năng đó nhiều hơn mới được. Rồi cười thật lớn là mấy đứa không biết nói gì, ai lại yêu thương nổi đứa suốt ngày tìm mình đánh nhau chứ. Quay lại với nam chính nhà ta đang lủi thủi đi về một mình, thì bắt gặp ba thằng Du Côn đang đứng trong góc tường, Dình mò ai sơ hở là tấp liền thấy bếch ho đi lẻ bọn chúng bắt đầu buông lời cà khịa thằng danh con cấp ba này nhìn cái con cá gì hả muốn ăn đòn không mà không cút đi hả đang sẵn cây cú vụ lúc sáng ở trường bếch ho ném ba lô rồi lao vào cà khịa chúng mày tưởng ba thằng mà tao sợ à bố mày chấp hết có ngon thì đánh mợ chúng mày đi khịa khịa con cá bọn chúng cây cú lao vào bem nam chính nhà ta vừa xông tới chúng vừa quát lớn đúng là một thằng danh con vắt mũi chưa sạch Đệ của đai ca miung xích mà mày cũng dám động vào à tới số rồi con trai khi nắm đấm to trà bá đang vun vút phóng về phía nam chính tưởng sẽ né chiêu này nọ ai ngờ anh dùng thiết đầu công phản đòn mới ghê làm tay thằng bé như bị gãy vụn từng khúc xương vậy rồi thằng bạn nó cũng chả khá khẩm hơn mà ăn liên hoàn đấm úp mặt xuống đường ra tay xong bếch ho đắc ý nhìn bọn chúng mày tao cũng đủ biết cái trường đó cũng chẳng có gì đặc biệt rồi toàn lũ tự cao tự đại ra vẻ ta đây một thằng định dùng gậy đánh trộm nhưng không ăn thua dường như ngay lúc này người bếch ho được bọc sắt vậy chiếc gậy gỗ ngay lập tức gãy vụn khác hẳn sự yếu đuối so với lúc đối đầu với trang su sau đó bách ho tầm quất cho mỗi đứa một bài mà không lấy phí thấy đấm cũng sướng tay anh cầm lấy ba lô rồi nhắc nhẹ từ sau chúng mày mà tụ tập như vậy nữa thì liệu hồn với tao đúng là một lũ ăn hại chuẩn bị ra về thì anh quay lại hỏi đại ca chúng mày là xin Miung xích đúng không mai tao tìm nó tính sổ một thằng ăn no hành rồi nhưng vẫn rất cứng họng đờ mờ thằng cờ hó đại ca của chúng tao bá đạo nhất trường tay sung và còn thuộc băng nhóm đê sung nữa thằng cang tích bong mạnh nhất trường chúng mày cũng chỉ là đàn em của đại ca tao mà thôi bây giờ dù hối hận cũng muộn rồi ngày mai đại ca sẽ đến tìm mày và trả lại gấp mấy lần thế này chuẩn bị tinh thần đi thẳng ôn con bách ho nghe xong cười ỉa tao không biết băng nhóm là cái quái gì cả dù sao đại ca của chúng mày với tao cũng chỉ là thằng danh con đang định sủa tiếp thì anh nhắc nhẹ mở mồm ra là bay ngay hàm răng khiến bọn chúng mặc dù cay lắm mà cũng không dám hé răng nửa lời bách ho nhắc nhẹ lũ cờ hó chúng mày nghe cho rõ đây về nói với đại ca miung xích của chúng mày có bất mãn gì thì cứ tìm tao tao là trang su học sinh năm hai trường xin hung ok chưa mấy thằng ôn con rồi trưng ra cái vẻ mặt rất ư là gợi đòn ngày hôm sau trường xin hung mấy thằng ôn đến trường mà không vào lớp thấy một thằng băng đầu thì buông lời chế nhạo hớn hở chưa được một giây thì thanh niên băng đầu quay lại giờ mới nhận ra đây là bách ho thì có lẽ hơi muộn với nó rồi thấy anh bước lại nghĩ quả này ăn cứt thay cơm rồi thanh niên xin lỗi rồi rít em nhìn nhầm anh trai bỏ qua lần này đi mà anh thích ăn gì em mời thấy nó khẩn khoản như thế bách ho cũng bỏ qua cho lần này và nhắc nhẹ may chúng mày có hai thằng thôi đấy thêm một thằng nữa đứng chung là sấp mặt với tao luôn rồi anh lạnh lùng bước đi trong sự thở phào của hai thanh niên hóng hớt vừa đi bếch ho vừa suy nghĩ mình đang chuẩn bị một việc quan trọng không thể làm mất sức trước được nếu đại ca của thằng đó thật sự là xin mi ung xích có lẽ sẽ không tốn nhiều thời gian đâu tốt lắm chỉ cần đợi thêm chút nữa thôi nếu không thể đối đầu trực diện vậy thì sau khi thằng trang su mất sức mình sẽ tấn công thằng chó trang su mày đợi đấy đi được một đoạn thì anh bắt gặp mấy thằng béo đang ngây ngang giữa lối vừa nhìn anh đã nhận ra thằng mạnh thứ hai của đám năm ba dòng chinh xù mặc dù cũng muốn đấm nó lắm nhưng trông nó đô vãi loạn nên nam chính nhà ta đành phải nép vào một bên tường nhường chỗ cho chúng nó đi trong đầu thì vẫn suy nghĩ một ngày sẽ cho nó một trận khi bước tới lớp của trang su hắn nhẹ nhàng bước vào dí đầu một thằng xuống bàn mà chả cần lý do gì hết trang su chứng kiến cũng đứng hình méo hiểu chuyện gì vừa xảy ra trước mặt ánh mắt thì ngập tràn thuốc súng có thể bóp có bất cứ lúc nào Eong Gôn cây cú tưởng lớn hơn mà muốn làm gì thì làm à, định lao vào hơn thua thì bị Trang Su cản lại. Vẫn chưa phải lúc, chờ một chút đã rồi từ từ bước đến trước mặt Dòng Chin Su nói chuyện rất từ tốn. Đột nhiên anh làm gì thế, tiền bối Dòng Chin Su vừa dứt câu thì ăn ngay một vả giữa mặt, Yong tức thay cho đồng đội. Định lao vào thêm một lần nữa nhưng lại bị Chon Man ngăn lại, bảo thằng bạn cứ từ từ cho Trang Su giải quyết, mặc dù rất cáu nhưng cũng đành nhìn đại ca ra tay. Dòng Chin Su nhắc nhẹ mày dám động tới đàn em của đại ca xin Miung Sik bên trường Tae Sung. Nên tách bong mới gặp rắc rối chứ còn gì nữa thằng chó, mày cố tình làm thế đúng chứ? Nghe xong mà chả hiểu cái mẹ gì, Trang Su mặt nghệt ra.ủa tao đánh nhau bao giờ mày bị ảo à? Thấy anh im im hắn cay cú quát lớn thằng này, sao mày không nói gì? Định làm cái gì hả? Biết chắc vụ này có vẻ khoai khoai đại chiến hai trường có thể xảy ra. Trang Su cúi đầu xin lỗi trong Xin Su. Ân cần bảo với hắn ta, em sẽ cố gắng giải quyết chuyện này để không làm liên lụy các tiền bối ạ. Thấy thành tâm của Trang Su, Rong Su nhắc nhẹ tao biết rồi, ngẩng đầu lên thằng cờ hó, mày biết một lúc nào đó sẽ gây ra rắc rối thế sao vẫn làm như thế hả bên trường tây sung có lẽ sắp phái mấy thằng sang bên này gặp mày đấy cho chúng đánh mấy cái là được tao sẽ lo liệu phía tích bong cho nên hãy kết thúc tất cả trong im lặng đi rồi từ từ bước ra ngoài ở bên ngoài nghe hết câu chuyện bếch ho sung sướng mừng thầm cuối cùng thì ngày này cũng tới lũ năm ba cũng chuẩn bị bem nhau rồi quả nhiên mấy thằng ôn con tối qua không hề nói chơi thằng chó đó thật sự là đệ của myung Sik. không còn lâu nữa đâu cứ chờ đấy do trang su đang hí hửng thì John man bước tới nói với bách ho chắc mày có chuyện vui lắm nhỉ cười run bần bật luôn cơ mà theo tao ra đây nói chuyện rồi hai bố dắt nhau xuống khu phế liệu phía sau trường bách ho tưởng John man muốn solo ngay lập tức vứt ba lô xuống đất chuẩn bị tư thế chiến liền thấy nam chính nhà ta căng căng anh tóc vàng nhắc nhẹ tao không phải là người thích động chân động tay nên mày tém tém lại dùm tao cái người nói tên của trang su ra là mày đúng chứ đừng có chối quanh nhé ban nãy tao thấy cả rồi lúc mà trang su bị đánh tao thấy mày cười hả hê như một con chó mày không định đối đầu với trang su nữa đúng chứ dù sao thì mày cũng không thể thắng nổi trang su mà thấy John man nói nhảm nhiều quá bếch ho lao và đấm thẳng mặt nhưng bị né một cách quá dễ dàng thanh niên nhắc nhẹ đờ mờ nhà mày tao đã nói là tao không dùng cơ thể để chiến đấu rồi còn gì đừng có vung tay vung chân nữa nói chuyện với nhau đàng hoàng đi mày chỉ cần lắc não một cái là thừa hiểu cho đó vô tác dụng với trang su mà tưởng pha đó chỉ là ăn may bếch ho cười đều né được một chiêu mà mày nghĩ là ngon à thằng hầu của do trang su như mày chỉ có đấu võ mồm là giỏi thôi rồi lao vào bem chon man nhưng dường như bếch ho đã đánh giá quá thấp đối thủ chỉ với một chiêu đã bị anh ta đánh cho đo ván liền chon man nhắc nhẹ trước hết bố mày không phải thằng hầu nếu mày muốn tao sẽ cho mày biết làm thế nào để đánh bại trang su nghe xong mà bếch ho cũng đứng hình nhìn mấy đứa chúng nó thân thiết lắm mà sao lại chỉ mình đánh bại bạn hắn nhỉ ảo thật đấy tưởng mình nghe nhầm bếch ho hỏi lại cho chắc chon man vui vẻ trả lời tao có nói nhảm hay không mày không thấy tò mò à dù sao mày cũng là thằng nếu muốn đánh thì vẫn có thể thắng nhưng mày vẫn không hiểu lý do tại sao dù tấn công 10 lần thì đều bị tần cho ra bã cả 10 lần đúng chứ câu trả lời rất đơn giản do trang su mạnh hơn mày hoàn toàn áp đảo mày còn mày ngoài lì lợm ra thì chẳng có gì cả ngược lại trang su có cả sự bền bỉ sức mạnh và kỹ thuật đến cả trí tuệ cũng rất đáng kinh ngạc thấy chon man nói nhiều nhức đầu quá bách ho đạp gãy cái cán chổi chỉ vào mặt thanh niên khịa vài câu rất ư là ngầu nói cho tao cách đánh bại trang su và bớt sủa linh tinh lại đi. Nếu nói xong mà không có gì hay ho thì tao con dã mày ác hơn lúc nãy nữa đấy. John Man nghe những lời đường mật đó xong mặt không hề tỏ ra một chút e sợ, nhắc nhẹ với nam chính nhà ta thêm một lần nữa, tao không phải là người thích động chân động tay. Nếu mày không mất cảnh giác thì sao tao đánh lại mày, mày mạnh lắm cơ mà, dù đã thua tận 9 lần nhưng mày vẫn không sợ mà thử lại lần nữa. Thậm chí còn liều lĩnh xông tới như một con chó điên. Thông thường thì nếu gặp loại người như mày, đối phương sẽ bị áp đảo đến nỗi năng lực không thể phát huy thậm chí có thể bị mày nuốt chừng, thế nhưng Trang Su khác biệt hoàn toàn so với người bình thường. Dù mày có lao đến ở đâu, bằng cách nào chăng nữa. Khi đối mặt với Trang Su, mày chắc chắn sẽ thất bại tuyệt đối. Trước khi nói cho mày cách đánh bại cậu ta, tao có một thắc mắc tại sao mày cứ tấn công Trang Su như vậy, mày muốn trở thành kẻ mạnh nhất năm hai à? Nếu đạt được mục tiêu đó thì mày sẽ làm gì tiếp theo? Mày muốn đánh cả đại ca của năm ba à? Thế còn sau đó nữa thì thế nào? Mày là loại người chẳng có suy nghĩ gì cả nhỉ? Dù tao đã biết là vậy, nhưng nếu muốn trở thành đầu não thì tao sẽ không hành động một mình đâu. Phải tập hợp cơ thể lại chứ, có vẻ như mày đang muốn thâu tóm bắt đầu từ năm 2, may là mày biết cách tấn công theo trình tự đấy. Theo những gì tao quan sát được mày đúng chuẩn một con chó điên bị đứt xích cổ. Bởi vì bất mãn nên mới liều chết xông tới. Mà không hề có mục đích nào hết. Thấy John Man đã nói đúng lại còn nói to bếch ho cay cú, muốn lao vào bem nhau liền. Đối diện với con ngựa non háo đá John Man vẫn từ tốn trả lời trong mày nhảy cẫng lên như dẫm phải cứ thế chứng tỏ tao nói đúng rồi nhỉ mày là thằng dễ bị nhìn thấu thế thì không được đâu cách để mày nắm thóp được trang su chỉ có một mà thôi không giống mày luôn chỉ nhìn thấy kẻ thù ngay trước mắt cậu ta là kẻ nhìn sâu xa hơn vậy nên mày phải nhìn vào vị trí của những gã đứng phía sau trang su ấy để có thể đảm nhiệm vị trí hỗ trợ trang su mày tuyệt đối phải khiến cậu ta tin tưởng mày chỉ có như vậy thì mới chờ đợi được khoảnh khắc trang su không để ý tới mày mà chỉ chăm chú nhìn về phía trước nếu khoảnh khắc đó xảy đến đừng chần chừ mà hãy cứ đập thẳng vào sau gáy của cậu ta. Ngoài cách đó ra thì chẳng còn cách nào nữa đâu. Đó là cách tốt nhất để hạ gục do Trang Su rồi, bếch cây cú đủ lại phải làm hầu cho nó để đánh nó à lòng vòng vãi lở nhưng thôi cứ thử xem sao. Nói xong câu chuyện hai đứa lại sách cặp lên lớp học. Quay trở lại với dòng Chin su nhìn to con thế cứ tưởng ghê gớm lắm, nhưng ai rẻ cũng chỉ là chó săn triều đình được sai đi làm mấy chuyện còn con mà thôi. Khi vừa xong việc với Trang Su, ngay lập tức hắn ta cung cút chạy lên tầng thượng báo cáo tình hình cho đại ca đang chờ sẵn dong chin su bảo đại ca cứ yên tâm em lo xong hết rồi tưởng thế là xong chuyện nhưng tên cầm đầu cay cú bóp nát ba cái bánh trong tay rồi bắt đầu bật ca nhạc không theo yêu cầu mày vừa nói là tao đừng nên lo lắng hay gì mấy thằng ôn năm hai làm loạn thế mà chúng mày cũng làm không xong thì đầu gấu cái mẹ gì dẹp mẹ nó đi dong chin su chỉ biết cúi đầu vâng vâng dạ dạ từ giờ sẽ rút kinh nghiệm rồi lủi thủi ra một góc thầm nghĩ đủ má cùng hội cùng thuyền với nhau mà chửi như tát nước vào mặt thế ai mà dám theo thấy vẻ mặt thảm hại của Jong chin một thanh niên tóc dài cười đều một cái thì bị một thằng năm ba giàn mặt mày cười cái con cá gì thằng oát năm hai mới chuyển trường không thấy tình hình đang căng thẳng vãi òn à thằng cơ hó mày không hiểu vấn đề sao thấy mặt nó cứ cưng cưng thanh niên năm ba bước tới túm cổ rồi bắt đầu tuôn những lời đường mật về phía thằng danh con mày lên cơn đúng không chuyển trường được tận một tháng rồi cũng phải hiểu rõ tình hình như thế nào đi chứ không hiểu tích bong nghĩ gì mà kết nạp một con chó dại như mày chứ làm cho tốt vào trước khi tao ném mày đi đấy dường như thấy thanh niên này chả có vẻ gì nguy hiểm thanh niên tóc dài mặt vẫn cưng cưng ra hơn thế nữa hắn còn nhe răng ra cười rất chi là mãn nguyện làm thanh niên năm ba càng thêm cay cú lao vào bem nó liền nhưng dường như nhiều tuổi hơn không có nghĩa là mạnh hơn tay tóc dài né cú đấm một cách quá dễ dàng rồi ngay lập tức sút giữa mặt thanh niên năm ba tung chiêu xong hắn cười nhẹ tưởng thế nào một đạp đã nằm rồi yếu vãi loằn một thằng chỉ sống bằng cái mùm thì sao được hạng ba vậy nhỉ? Mày là thằng tệ nhất trong số hạng ba mà tao từng thấy đấy. Rồi nhắc nhẹ thằng bé che chắn cho tốt vào không lại mất răng đấy. Thế là thằng tóc dài tung liên hoàn cước vào thanh niên năm ba. Hắn không thể phản kháng mà chỉ có thể giơ tay đỡ đòn. Thấy gà nhà đánh nhau mãi cũng chán Jong chinsu đứng lên bảo mấy đứa cút sang một bên. Bố mày nhức hết cả đầu rồi đấy. Khi Jong chinsu và thanh niên tóc dài đang định bem nhau thì có thằng đệ bước vào báo tin khẩn làm cả đám đứng hình bọn trường Tê sung đang tập trung ở cổng trường để trả thù vụ tối qua ba người của chúng bị đấm lần này sang đây có khoảng 20 thằng đa phần là bọn năm nhất năm hai nhưng có gậy gộc rất chi là ngầu ok thích chiến thì anh chiều rồi cả đám dắt nhau xuống dưới xem xét tình hình một thanh niên ngạc nhiên để đối phó với do trang su nên mới cử nhiều người sang như này sao có phải là bọn oát con trường Tê sung phái bọn đấy sang đây để đánh trường chúng ta không vậy đúng là lũ điên một đàn em của tích bong bảo chiến luôn không anh nhỉ Tưởng ý kiến hay được khen méo ai ngờ bị chửi cho tối tăm mặt mày. Nếu chúng muốn tới đây để đánh chúng ta thì thằng chó Shin Miung xích phải đích thân tới chứ. Đừng có làm mấy chuyện vô ích, cứ đứng yên đấy, Jin Su sẽ giải quyết ổn thỏa, yên tâm đi. Ở trong lớp của Baek Ho không khí cũng rất náo nhiệt, học sinh tha hồ cá xem bên nào thắng. Không biết việc mình gây ra tối qua đã làm kinh động hai bang phái mạnh nhất hai trường Baek Ho ung dung đánh nhau chớt bớt chúng mày đi, bố mày càng mừng he he. Đang đắc ý thì chon man bước vào hỏi ý anh sao? Bách Ho chợt nhớ đến buổi nói chuyện chiều nay giữa hai người. Sau khi khiến Trang Su hoàn toàn tin tưởng mày, hãy đập mạnh vào sau gáy cậu ta. Đó là cách duy nhất, tuy nhiên nếu chỉ có một mình thì không thể đánh thắng do Trang Su được. Tao đã chơi với Trang Su, từ tận hồi cấp 2 sau nhiều năm quan sát cậu ta, chưa bao giờ tao thấy cậu ta thất bại cả, thể thao, đánh đấm, hay thậm chí là học tập. Bất kể cậu ta muốn cái gì thì cậu ta đều có thể đạt được. Không một chứng ngại vật nào có thể cản đường cậu ta lúc nào cậu ta cũng giành được chiến thắng nếu mày là một con chó thì trang su là một chiếc xe ủi mày chỉ xông tới theo bản năng còn cậu ta sẽ nghiền nát mày một cách có ý đồ đó là sự khác nhau giữa kẻ ngốc và thiên tài đấy thế nhưng một tên liều lĩnh và bản năng như mày lại khiến tao không thể đoán được kết cục biết đâu kẻ mạnh như do trang su một ngày nào đó có thể gục ngã dưới chân mày thì sao vậy nên nếu là mày tao sẽ tiếp cận trang su làm như thế chẳng phải có thể cản trở cậu ta rồi hay sao đó là điều duy nhất mà tao mong muốn Quay trở lại với thực tại Bách Ho đồng ý với kế hoạch của John Mang gật đầu đừng có mà cằn nhằn nữa. Với cả, nếu mày lo lắng cho cậu ta như vậy thì nên sớm bỏ cái kiểu nghe lời giam dắp như nô lệ và cản cậu ta lại chứ. Dù sao thì, tao sẽ thử làm theo lời mày nói một lần, nếu như không có tác dụng đầu bòi gì thì tao sẽ giết mày đầu tiên, nhớ đấy. Thế rồi một mình Bách Ho bước ra cổng trường, trong đầu ngập tràn suy nghĩ, cậu ta nói muốn tạo ra vật cản trở sao. Cảm giác lời nói và hành động không được nhất quán lắm, mình chẳng hiểu quái gì cả. Thôi, dù sao cậu ta cũng giúp mình mau chóng hạ gục được thằng do Trang Su. Mà thằng Trang Su rốt cuộc bị làm sao vậy? Có việc gì mà phải dính líu tới mấy thằng như vậy chứ? Nó cũng đâu phải thằng lêu lồng đâu. Muốn làm trùng trường sao, còn thằng tròn man lại là sao nữa? Sao lại nóng lòng muốn đối xử tốt với mình như vậy? Hai thằng đó thông đồng à? Có thể là vậy không biết chừng ha ha. Thằng ngu này làm gì thế? Hôm qua mình đấm nó hơi ít nên vẫn còn sức cười à? Hôm qua rõ ràng bảo nó đừng túng tụng thành một đám cơ mà chúng mày kéo tới đông như vậy nên nghĩ đã nắm chắc phần thắng rồi ư. Đuyết mai, dù là do Trang xu hay cái lũ quắt con chúng mày. Tao sẽ giết hết cả lũ. Thấy nam chính nhà ta một mình đi vào chỗ chớt Trang xu bước tới nhắc nhẹ. Theo tao thấy dù mày cố hết sức thì cũng chỉ hạ được 3 đến 5 thằng là cùng. Như thế cũng rất ấn tượng, nhưng mày nên cút ra chỗ khác, cứ đứng ở đây thì sẽ bị thương đó thằng mặt lờ. Với tư cách là men chính bếch ho không sợ bố con thằng nào thẳng thắn đáp. Mày có biết tao chính là người nói tên mày cho bọn khốn đó không? tưởng sẽ được giao lưu ít võ công nhưng Trang Su vẫn bình tĩnh cười đáp. Sao lại không, tao có ngu đéo đâu mà, tuy nhiên dù đã xảy ra chuyện gì đi nữa thì đây cũng là vấn đề của tao. Mày đừng có tự ý xem vào, và cũng đừng làm vướng chân tao. Thế rồi đứng trước đám danh con Trang Su quát lớn, đờ mơ chúng mày, biết đây là địa bàn của ai không mà liều mạng thế, bọn danh con, bố mày là do Trang Su đây có ngon thì ăn hộ tao cái. Mấy thanh niêm trùm trường thấy có hai thằng mà dám cân cả hai mươi, cũng liều mạng phết đấy chứ. Bách Ho vẫn cay vụ hôm nọ lao vào Ben tròn man nhưng bị anh ta ném một cách đơn giản hụy xuống đất. Kẻ địch trước mặt mà gà nhà đánh nhau thế này thì hỏng hết bánh kẹo rồi. Trang Su bước đến quát lớn, đây là địa bàn của đại ca Kang Tech Bông Diêu. mà lũ chó hoang chúng mày dám đái bậy ở đây à? Là đệ của thằng Xin Miung Ung Xích đúng chứ? Bọn chúng càng thêm cay cú, muốn ăn tươi nuốt sống anh ngay lập tức. Ở phía sau Tích Bong cũng cau mày vì thằng danh con dám lấy danh của mình để đi gây chiến. Thế rồi hai bên cũng lao vào nhau như những con bò tót, đứng trước kẻ thù áp đảo về quân số trang su không hề nao núng vẻ mặt đầy sự tự tin có thể ăn tươi nuốt sống tất cả anh xoay sang trái đá sang phải vỡ mặt một thằng rồi thằng nào lại gần thì nằm đất thằng đó dường như quá ao chỉnh nên mặc dù đông hơn nhưng đám học sinh trường bên không có tuổi khi so với trang su thấy đồng đội lần lượt nằm sàn một thanh niên to con lao vào định ôm khống chế anh nhưng cũng bị ăn một gối tối tăm mặt mày liền mấy thằng phía sau bắt đầu thấy rén tuy nhiên vẫn còn rất đông nên chúng vẫn ngoan cố ở lại chiến đấu tên cầm đầu của chúng bắt đầu rén không hiểu thằng đầu bờ này là gì mà châu vãi loằn. Mặc dù đã cử thằng mạnh nhất năm hai của trường mình ra rồi mà không thể làm gì nó, cay thực sự mà. Bách Ho ngồi đằng sau cũng mắt chữ A mùm chữ Á đầy kinh ngạc, một cân mười là có thật ngoài đời luôn chắc khỏi báo thủ luôn quá. Đây đâu phải trận đấu giữa hai đám côn đồ, thực chất là giữa cậu ta và một đám côn đồ khác. Điều đáng ngạc nhiên hơn là tất cả các đòn tấn công đều đánh vào điểm yếu một cách nhanh gọn và chính xác. Thằng do Trang Su nó đã nương tay với mình à, cho tới tận bây giờ, mình đã từng thật sự đối đầu với con quái vật đó chưa? Tay cầm đầu học sinh trường tay sung cây cú chửi bới đàn em, đờ mờ bọn đầu bờ rẻ rách. Gậy gộc các thứ rồi thì đông hơn như vậy mà không ăn nổi một thằng tay không tức sắt, thế mà cũng đòi làm đầu gấu à, phế vậy vãi cả loàn. Nếu quay lại trường trong bộ dạng thê thảm thế này, thì phải nói với đại ca ung xích thế nào đây hả? Chúng mày sợ đại ca hơn thằng chó kia đúng chứ? Đù má đại ca thì phải ra mặt bảo vệ đàn em chứ, đại ca méo gì toàn kiếm cớ đập đàn em thế thì méo ai dám theo rồi tay mặt sẹo cầm lấy cái gậy bóng chảy cầm đầu cả đám tiến lại tấn công trang su bách ho thấy thế cũng hốt không ngờ chỉ nói mỗi câu về thằng xin Miung ung xích mà cả lũ đứng dậy hết ánh mắt cũng thay đổi luôn thằng xin Miung ung xích đó có vẻ rất đáng sợ đây nếu thằng điên đó nhìn thấy cảnh đối thủ đồng loạt bò dậy thì dù mạnh tới mấy cũng sẽ bắt đầu cảm thấy hoang mang rồi tự vẫn bản thân vậy nên choi bách giờ mày phải nhắm vào vị trí phía sau của trang su đang chờ thanh niên kiệt sức rồi ngư ông đắc lợi thì đồng đội của trang su chạy ra làm nam chính nhà ta cũng rén ngang không những thế đám đầu gấu trường te sung cũng hốt đù má một thằng nó còn cân cả 10 giờ thêm cả đồng đội nó trợ giúp nữa thì quả này ăn cướp thay cơm chắc luôn mà thằng nào thằng đấy xanh như đít nhái mẹ nhìn thư sinh thế mà dưới trướng của nó có những 50 thằng khiếp phải linh hồn Eong Gon bước ra nhắc nhẹ này han chon su làm hắn sợ sun vòi cay cú nhưng chỉ dám nghĩ trong đầu ly Gon. thằng đó cũng ở đây sao dù sao anh em mình đông, dù thằng Do trang su hay Lee Yong-gon cũng đích sợ. Đại ca nói chỉ cần chỉnh đốn lại thằng Do trang su là được, nhưng mà lũ chó này cứ thi nhau thỏ cái mặt ra. Rồi hung hổ bước ra chủi Yong-gon, đú má mày điên rồi à. Tao biết mày đã nói tất cả với đại ca Kang Tech bong không phải sao. Bọn mày bây giờ là đang tuyên chiến với trường Tây Sung bọn tao ư. Vì hôm nay mọi chuyện có gì đó không đúng, trước tiên tao sẽ quay về trường. Còn sau này, đừng hòng tao bỏ qua cho mày, liệu mày có thể chịu nổi chứ? nghe xong mà nhức nhức cái đầu gôn nhắc nhẹ mày có vấn đề về thị giác à không thấy bọn tao đông hơn mà còn dám to mồm như thế nhưng sau anh là một người có não khuyên thằng em cứ từ từ mai mốt đánh cũng được nay thư giãn tí là ok rồi cho su nghe thấy thế càng thêm tự đắc mặt thì căng căng ra bảo chúng mày cứ chuẩn bị đi rồi ra lệnh cho đàn em rút quân bách ho ngồi chứng kiến từ đầu đến cuối muốn chờ trang su kiệt sức rồi vào ăn hôi mà chả được chán chả muốn nói rồi anh dai bước lại trước mặt nam chính nhà ta hỏi chuyện mày ghét việc bọn cô đồ tụ tập lại sao choi bích mày nên đi cùng tao đi đi bem thằng Kang tích bong trùng trường mình xem có dám không nghe thấy cái tên tích bong bích cũng hốt đái ra quần không ngờ trang su mới năm hai như mình mà gấu thế không biết ngày hôm đó kẻ đã đưa bàn tay cho tôi đã nổ một nụ cười đê tiện bằng gương mặt ngây thơ ấy tôi thấy dùng mình với dáng vẻ kỳ lạ của cậu ta nhưng cũng bắt đầu cảm thấy hiếu kỳ khi đám học sinh trường tay sung ra về hết chung trường tích bong bước tới hỏi tội choi bích cái tội mạo danh mình gây náo động khắp nơi. Đối diện trước trùng trường, Bách Ho không hề nao núng, ngược lại còn rất tự tin. Nam chính nhà ta cũng hốt vì căng Tích Bong là tên trùng trường và hiện đang tham gia một băng đảng côn đồ, năm hai đã thâu tóm toàn trường, sức mạnh, tốc độ, kỹ thuật, tất cả mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo, tên điên đó bảo mình đi đánh nhau với một tên quái vật như vậy ư, đù má thú vị thật đó. Nhưng vẫn cay vì thua nó 10 lần nên vẫn còn thù dai nở một nụ cười nham hiểm, dù sao thì tao sẽ khiến mày phải khóc lóc xin tha thôi. Tưởng sẽ đánh nhau to, méo ai ngờ trang su dí đầu bếch ho xuống rồi xin lỗi tích bong làm anh méo hiểu cái gì rõ ràng lúc nãy bảo đánh mà sao giờ lại ra xin lỗi thằng này não có vấn đề à đại ca căng tích bong tụi em xin lỗi ạ à? đáng ra tụi em nên chịu đòn rồi kết thúc mọi chuyện trong yên lặng nhưng chúng nó dám nhắc tới tên đại ca nên em có hơi kích động một chút xin lỗi đại ca ạ à? thấy thằng bé một tiếng đại ca hai tiếng đại ca tích bong ngay xong cũng sướng hết cả người khen mấy đứa làm rất tốt có gì anh sẽ lo cho rồi vui vẻ ra về Tên trùng vừa đi thì Trang Su giải tán đàn em rồi đứng nói chuyện với Bách Hò. Anh thắc mắc rõ ràng mà mày bảo tao cùng đánh thằng đó mà sao lại xin lỗi, mày bị thối não hay gì vậy, lại còn khom lưng cúi đầu nữa chứ, thật là mót ỉa. Thấy nam chính còn non và xanh lắm tích bong thông não, thằng cang tích bong đó không phải đối tượng chỉ cần liều lĩnh xông tới là hạ gục được đâu. Chờ đợi thời cơ đi, mày có muốn cùng tao đánh bại tên đó chứ? Thấy hết vui, chả có đánh nhau nam chính nhà ta lủi thủi ra về thế rồi trời cũng tối mang tiếng trùng trường nhưng ra ngoài xã hội cang tích bong cũng chỉ là hạng tép diêu mà thôi vẫn phải khúm núm trước mặt lão chọc ông ta bảo mấy thằng được cử đi vì chuyện thằng em tao ấy mày dám dã chúng nó rồi đuổi đi ư? mày đang coi thường thứ bậc trong băng đảng à hà thằng khốn mày đang làm ra chuyện xấu hổ gì vậy nhưng đang bận có hẹn với mấy em chân dài nên hắn đi luôn nhưng vẫn quay lại nhắc nhẹ cang tích bong nếu để tao phát hiện ra một lần nào nữa thì lúc đó xem ra tao phải kéo mày ra đâu đó để thanh toán một lần cho xong hẳn rồi nghe xong thanh niên chỉ cố nuốt cơn giận vào trong mà không dám ho he nửa lời bên này nam chính nhà ta vừa đi vừa ngẫm lại những chuyện xảy ra lúc ở trường mày sẽ cùng tạo đánh bại tên đó chứ biểu cảm đấy chả hiểu sao lại hợp với mấy lời nói xên xúa đó vãi dù sao thì thằng cang tích bong cũng khủng bố như vậy tuy nhiên do trang su cũng là một tên có kỹ thuật và đầu óc có khả năng đánh bại cang tích bong đấy chứ và tên bốn mắt kia nói cũng có lý chỉ cần đợi cho cậu ta đánh bại cang tích bong còn mình sẽ đâm sau lưng cậu ta vậy thì lũ khốn chuyên tụ tập lại với nhau sẽ phải giải tán thôi đang ngẩn ngơ thì có một cái bóng áo đen bất thình lình xuất hiện túm cổ bách nhưng may có thân thủ phi phàm anh đã né cái nhẹ nhưng cũng bị ngã ra đất đầy đau đớn ngước mắt lên thì phát hiện ra đó là Gôn một thằng đệ của trang su hắn ta quát lớn tao không biết bằng cách nào mà mày có thể thuyết phục do trang su và chon man nhưng tao cực kỳ ghét những thằng xui xẻo như mày bách ho cay cú nghe nói mày từng là tên sai vật hồi cấp hai đúng chứ ở bên này trang su và chon man cùng nhau ra về Thanh niên tóc vàng cay cú chửi thằng bạn đúng là thằng ngu kích động đánh nhau làm méo gì không biết, toang thật rồi ông cháu à. Chonman Man chỉ trỏ mắng Trang Su tới tấp, tại mày cả đấy, rốt cuộc tại sao mày lại làm vậy, tự dưng đi kích động Kang Tech Bong làm gì chứ. Trong băng đảng, cấp bậc của Kang Tech Bong thấp hơn Shin Myung Sik, bị chèn ép bởi một tên cùng tuổi với mình cũng không vui vẻ gì. Mày đánh bọn đàn em Shin Myung Sik thành ra như vậy. Chẳng phải Kang Tích Bong sẽ rất khó xử sao. Trang Su nghe xong cũng gật gù đồng ý làm Chon Man càng thêm cay dái thế mới nói tại sao lại làm vậy đỗ điên dù sao cang tích bong cũng đang nhắm vào mày đó khiến mọi chuyện thành ra như vậy thì có gì tốt chứ chúng ta suýt chút nữa phải đánh nhau với bọn năm ba rồi nếu phải đấu một một với cang tích bong thì cũng không có gì đảm bảo mày sẽ thắng cả trang su cười nhẹ tao biết chứ theo như mày nói chỉ với sức mạnh của chúng ta là không đủ nên tao định lợi dụng thằng xin miung xích để dồn tên cang tích bong vào chân tường nếu làm như vậy thì chúng ta chẳng phải sẽ đánh bại được lũ khốn năm ba hay sao John Man vẫn còn nhiều điều không hiểu, không thể cố gắng chịu đựng cho đến khi bọn chúng tốt nghiệp được à. Trong tình huống vừa rồi, Kang Tích Bong, khi nhìn thấy các học sinh năm 1,2 tụ tập lại, vì nghĩ đến hậu họa sau này nên mới không đánh mày. Mày biết rõ mà, chỉ nhìn thôi cũng đủ hiểu thẳng Kang Tech Bong không chỉ có mỗi nắm đấm. Tên đó cũng mưu mô tính kế lắm đấy, sẽ không dễ bị lừa như mày dự tính đâu. Dù sao chịu đựng thêm vài tháng nữa là chúng tốt nghiệp rồi, cứ mặc kệ đi. Nghe thì cũng hay nhưng Trang Su không đồng ý vì nhất định phải tiêu diệt bọn chúng trước khi tốt nghiệp. Nếu chúng tốt nghiệp thì sẽ càng khó nắm bắt hơn còn gì. Nói chuyện một lúc thì mới nhớ ra thằng Yongon mới đây mà không biết chạy đi đâu rồi. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến liền, anh đang chiến đấu rất căng thẳng với Bekho, Ho, mặc dù to con hơn nhưng cũng bị ăn dã liên tội. Méo hiểu sao Trang Su đánh dễ thế mà mình hút không được, cay thật á. Vừa tầm quất mát xa nam chính nhà ta còn mở ca nhạc miễn phí cho hắn nghe sướng cả tai. Nào là con chó của do Trang Su, nào là thằng xúc vật các thứ làm Ion Gol càng thêm cay cú sút bếch ho văng ra xa lùi lại phía sau. Ăn một đòn đau nam chính nhà ta mới ngớ người, đệ của thằng Trang Su này sao mà mạnh vãi lần thế nhỉ, nếu chỉ tính sức mạnh, nó còn hơn cả thằng Trang Su ư. Ừ. Vừa có chút lợi thế Ion Gol cười lớn, bố mày sai vật đấy thế mà cũng méo ăn được còn bày đặt ăn đại ca tao đúng là ảo tưởng sức mạnh, ngon thì vào ăn mẹ mày đi thẳng ôn con. Bếch ho sôi máu, quát lớn đờ mờ mày đừng có vên mặt lên với tạo, thẳng khốn kiếp rồi lao vào đấm thẳng mặt Iongol nhưng bị hắn né cái nhẹ. Chưa kịp hiểu sao nó nhanh thế thì ăn ngay một đấm giữa mặt rồi văng xa 5 mét. Không để nam chính nhà ta có thời gian hồi sức, thanh niên lao đến ôm chặt bếch Ho ghi chặt xuống đất rồi dùng đòn khóa của mấy anh lồng sắt khóa chặt nam chính nhà ta. Bị dồn vào đường cùng không thể dễ dụa, Bách Ho đành hóa thân thành chó cắn thật mạnh vào Iongol làm thanh niên đau đớn buông anh ra. Đù má chơi cắn rẻ rách vãi lờ, quả đúng là chó dại. Đang cay cú thì ăn hai phát vào giữa mắt, rồi liên hoàn đấm, đối diện với toàn đòn hiểm Yongon nhanh chóng kiệt sức rồi ngất lịm đi. Baek Ho đắc ý cái tội láo nháo pháo ăn xe chớt cụ mày đi, thằng ôn con. Sáng hôm sau Trang Su và John Man đang méo hiểu thằng Yongon đi chơi đâu mà gọi điện không thèm nghe, giờ này cũng chưa thấy mò mặt đến lớp luôn. Đang tính đi tìm thì đại ca Tech Bong từ từ bước vào rủ Trang Su đi bem nhau với trường Te Sung. Ngoài hành lang Yongon mặt đầy thương tích đang bước đến lớp, vẫn còn ám ảnh vụ tối hôm qua đã bị bếch Ho trói lại bằng băng keo rồi những lời anh ta nói, lý do mày lén lút đi theo tao là gì thằng đu trang su bảo mày làm thế à chúng ta sống cùng khu phố còn gì mày còn không chịu tháo đống này ra thì đừng có trách tao được cái đéo gì tao bảo tháo ra cơ mà đệt mợ mặc dù chưa từ bỏ ý định đánh bại thằng trang su nhưng tao tò mò không biết thằng khốn đó định làm gì vậy nên tao sẽ giả vờ cùng một phe với tên đó để quan sát thêm khi nãy chắc mày cũng thấy rồi đấy hai người đó không có bất mãn gì về việc tao đứng bên cạnh chúng mày Mày thua tao rồi nên im mồm lại đi. Ion gôn cao cú ai bảo tao thua, thằng khốn kiếp. Cái thằng chỉ biết cắn bửa và đâm vào mắt tao một cách đê tiện. Im đi, nếu đánh nhau thì tao không ngắn một thằng như mày đâu. Mày mà tháo cái này ra là tao đấm mày vỡ mồm đó. Thấy hắn gân quá bách ho kéo khóa quần định rửa mặt cho nó thì bây giờ hắn mới câu xin dối rít rồi còn bị ghi hình lại cay thực sự mà. Đang run run thì bách ho xuất hiện đằng sau trêu ngươi làm Ion gôn càng thêm run sợ. Hai ông tướng rằng coi điện thoại thì bắt gặp mấy thanh niên trùm trường đang đi tới hai đứa sợ xanh mắt mèo không biết bọn này đến đây làm gì. Hắn ta cười nhẹ sắp có đánh nhau to rồi, tao sẽ chống mắt ra xem chúng mày đã đấm thế nào he he, rồi phủi đít ra về. Trước sự tò mò của hai đứa, đánh gì ai đánh ai nói méo hiểu cái méo gì hết, đúng bọn óc heo. Rồi hai thanh niên bước vào hỏi Trang Su xem thế nào thì được biết. Thằng Cang Tích Bong hoàn toàn rơi vào bẫy rồi, trường Tê Sung khác với các trường bình thường khác. Đó là nơi 80% học sinh đã được tổ chức hóa. Hơn nữa, Shin Myung lại là kẻ mạnh nhất của ngôi trường đó. Trước khi bị tước đi tư cách của một vận động viên vì sự cố bạo lực, chưa bao giờ tên đó trượt khỏi vị trí số một trong bảng xếp hạng võ judo dành cho thiếu niên. Quả thực là một con quái vật điên rồ. Có lẽ nếu đấu một một với hắn ta thì cho dù là Kang tích Bong cũng khó lòng thắng được. Hắn đấu một một cũng tốt, đấu tập thể cũng châu bò nên đến cả đám năm ba trường chúng ta chưa chắc đã đánh lại hắn. Bảo chúng ta đi đánh nhau với hắn, khác nào nói chúng ta tự tìm cái chết chứ. Nam chính nhà ta nghe xong cũng hốt, đù má đánh có ba thằng tối hôm nọ mà to chuyện vãi loàn ra, hỏi xem đi xin lỗi được không thì méo nhé, vì căng tích bong trực tiếp đến tìm và ra lệnh. Nếu chúng ta chạy trốn, sẽ phải đối đầu với đám năm ba đó. So với việc đến trường tay sung và phá tanh bành một trận, như thế còn tồi tệ hơn nhiều đấy, dù tất cả học sinh năm một, hai tập hợp lại, vẫn yếu hơn rất nhiều so với bọn năm ba. Vậy nên chúng ta phải làm theo mệnh lệnh và đánh một trận với trường tay sung thôi, vì chúng ta là người tìm tới. Nên nếu xin Myung -sik, một tên có địa vị trong băng đảng yêu cầu cang tích bong chịu trách nhiệm cang tích bong chỉ cần nói rằng trang su đã tự hành động theo ý mình là được kết quả là từ một hành động nhỏ may đã tạo ra đống rắc rối này còn gì ỉm ỉm một lúc trang su mới bắt đầu lên tiếng một phần cũng là lỗi của tao nữa vậy nên khỏi bàn đi hãy tập hợp càng nhiều người ngày mai đi cùng chúng ta càng tốt đã thế này rồi thì cùng nghiền nát trường tê sung luôn nào làm cả đám sợ xanh mắt mèo không ngờ được thằng bạn mình liều mạng như thế trên sân thượng bọn đầu gấu đang cùng nhau chém gió rất chiêu thẳng ngu khôn lỏi đó để xem mày còn có thể giữ được nụ cười ngông cuồng sau khi bị tần không Dòng Jin su lo lắng mặc dù trang su đánh đầm cũng cử nhưng đối thủ lần này là trường te sung một điều khá hiển nhiên là thằng đó không có cửa đấu lại đám năm cuối của te sung tao có nên mang theo vài thằng đến giúp nó một tay không tech bong tức giận quát lớn jin su trên thế giới này có rất nhiều loại người trong số đó là những thằng càng cố gắng càng làm hỏng việc giống như mày đấy vậy nên đừng có cố làm bất kỳ điều gì với những thằng như mày ngồi im là việc làm có ích nhất rồi nghe hai bố nói chuyện thằng tóc dài phá ra cười mày giỏi thật đó ha 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 nói chuyện thì nhẹ nhàng mà cứ như sát muối vào tim người ta vậy Rong chin su cay cú bước tới sách cổ thằng danh con rồi bắt đầu dùng võ mồm đù má mày thằng danh con tao sẽ xác mày ra giờ thằng tóc dài cũng không vừa quát lớn hộ bố mày cái thấy hai thằng mõm không chịu đánh Rong chin su bước ra khích tướng mõm ít thôi đánh nhau tranh vị trí top hai trường đi cho bố mày xem nhìn ngứa cả mắt ở dưới phòng học bách ho đang trầm tư thì chon man bước vào hỏi chuyện ngày mai mày định thế nào mày tính sao, mày cũng không phải hoàn toàn vô tội trong chuyện này, nhưng nếu mày sợ, thì cứ đứng ngoài đi. Không vấn đề gì. Mày biết quán cà phê Internet Bonsic không? Trang Su làm thêm ở đó để kiếm đủ tiền trả cho các tiền bối. Hầu hết đầu gấu trường chúng ta tốt nghiệp và gia nhập băng đó, dù rằng không nhiều bằng trường Tê Sung. Dù sao thì, theo thông lệ môi trường phải cống tiền cho băng Đê Sung. Khi mày trở thành trùng của khối, thì phải vắt sạch tiền những thằng khác để nộp cho đại ca của khối trên. Trang Su không chịu lấy tiền của những đứa khác, nên thay vào đó cậu ta đi làm thêm. Số tiền chúng ta nợ đã từng lớn hơn rất nhiều so với tiền lương cậu ta nhận được khi đi làm. Nhưng khi Trang Su học lớp 10 cậu ta đi cùng với Kang Tech Bông đến gặp các tiền bối lúc đó để xin giảm số tiền. Và đảm bảo rằng thông lệ thối nát này sẽ kết thúc ở thời chúng ta. Bởi vì Trang Su miễn nộp tiền cho bọn nhóc nên chúng tôn trọng và trung thành với cậu ta. Dù sao thì, tan học nhớ đi gặp Trang Su nhé. Đừng có gây sự kẻo lại ăn đấm đấy. Tạm biệt. Ở trên tầng thượng trận chiến tranh vị trí số 2 chuẩn bị diễn ra, không khí náo nhiệt lạ thường. Rong Chin-su tuyên bố trận chiến bắt đầu. Hai con gà trọi đang hàm hàm sắc khí muốn ăn tươi nuốn sông đối phương nhưng vẫn dành ra chút ít thời gian để thăm dò đối thủ. Rong Chin-su suy nghĩ Bi chun nó cùng lắm nặng 70kg, nhẹ hơn mình 50kg lận. Từ những gì mình đã quan sát được nó rất nhanh nhưng không có chuyển động đặc trưng nào cả. Dù mình có chịu vài đấm thì cũng phải lại gần nó. Mình nhất định sẽ thắng trong một trận cận chiến. Thế rồi Rong Chin-su lao vào như một con bò mộng đối thủ của hắn không hề tỏ ra nao núng mà nở một nụ cười nham hiểm né đòn cái nhẹ rồi đồng thời tung một cú đấm trời giáng vào mặt thằng béo một phát trời giáng làm gãy vài cái răng không để cho rong chinsu kịp nhặt răng iu bi chun tung liên hoàn cước vào mặt hắn ta chỉ sau chưa đầy 30 giây cuộc chiến đã ngã ngũ thằng niềng răng giành chiến thắng áp đảo trước sự sợ hãi của đám đàn em trong chinsu rong chinsu không cam chịu run rẩy đứng dậy đòi đánh tiếp nhưng đã bị đá văng ra liền lũ đầu gấu sợ hãi công nhận tích bong mạnh vãi nồi. Hạ gục một tên 120 cân chỉ bằng một đấm như thế. Rồi Căng Tích bong ra thông báo mới từ giờ trở đi Chun sẽ là hạng hai của trường Sinh Hùng. Tối hôm đó biết tin Trang Su làm thêm để đóng tiền bảo kê dưới căng tin Bích Ho chạy xuống hỏi chuyện, mua cho anh bạn lọ sữa và nhận lỗi với cậu ta. Chuyện này một phần cũng là lỗi của tao, vậy nên chúng ta cần nói chuyện. Hẹn Trang Su khi nào xong việc thì ới một câu rồi Bích lặng lẽ ra về. Ở bên trong man tóc cùng Yong Gon đang đi với nhau nhìn thằng bạn có vẻ lo lắng sợ hai bố kia sẽ bem nhau nhưng anh đeo kính động viên. Choi Baek Ho là một thằng vô ưu vô lo nhưng đến cả nó cũng hiểu chuyện đó. Mọi thứ đang loạn lên hết cả rồi. Chắc chắn nó không thể quyết định được đây có phải cuộc chiến của nó hay không. Không lâu trước đây thằng đó điên cuồng nhắm vào Trang Su. Và giờ đột nhiên nó thấy bản thân đang mắc kẹt giữa trận chiến của Kang Tích Bong và do Trang Su. Hẳn là nó phải bối rối lắm. Chính vì vậy chắc nó cũng biết vài điều về Trang Su rồi tao đã kể cho nó một vài chuyện. Chỉ để phòng hờ nếu có chuyện gì xảy ra thôi, tao luôn nói đấy thôi làm gì cũng phải dùng đến cái đầu. Eong gôn nghe xong bảo thằng bạn đúng là một thằng khốn xảo quyệt. Rồi không hiểu sao khi lũ khốn tay sung kéo đến trường tại sao Trang Su lại đi ra. Nếu nó cứ ngồi yên chờ đến khi Choi Baek Ho xuất hiện thì mọi chuyện đã chẳng thành ra thế này. Cậu ta đã nghĩ gì mà để mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát như thế nhỉ? Chúng ta phải làm gì với số tiền này đây nhỉ? Chơi a kết? Hay là vào quán cà phê phong cách đây ta? tiền học phí của mình, mình phải ăn nói thế nào với bà đây? Chun Man, mày đủ mạnh để không làm mất số tiền cho lũ ngu như thế. Sao mày lại để bọn nó lấy tiền? Bọn nó lớn hơn, với lại bọn nó cùng hội với bọn trùng trường. Nếu tao cãi lại mà không chống lại nổi bọn nó thì sự tình chỉ trở nên phức tạp hơn thôi. Tốt hơn là cứ nghe theo lời bọn nó. Trang Su bảo, mày có muốn tao giúp mày lấy lại tiền không? Mày chỉ cần giữ kín mọi chuyện là được, thế nào? Nhưng nếu tạo lấy được tiền về cho mày, thì từ nay trở đi mày sẽ là người của tao thế nhé. Thằng đó muốn sở hữu Choi Baek nghe mà buồn ngủ chớt đi được Iong Gol ngáp dài ngáp ngắn. Thế rồi 30 phút cũng trôi qua, Trang Su bước ra ngoài thì thấy bếch Ho vẫn ngồi chờ bên ngoài, anh lo lắng vì cái vẻ mặt rất lạc quan của Trang Su. Ngày mai nó sắp bị ăn hành đến nơi rồi, thế mà vẫn còn đùa được sao? Thằng này đúng là một đứa không có đầu óc, ngu ngốc mà, làm gì nó lại có kế hoạch hay mục đích nào cơ chứ? Nói chuyện với thằng ngu này chỉ là công cốc mà thôi. Thế rồi anh bỏ đi, không quên chúc thằng bé ăn hành vui vẻ thấy thằng đệ mới chuẩn bị bỏ đi trang su nhắc nhẹ khi mày đánh nhau có lúc mọi thứ trở nên trắng xóa và mày mất ý thức đúng chứ và khi mày tỉnh táo lại thì mấy thằng khác gục hết cả rồi vài người gọi đó là phát cuồng còn tao gọi đó là chuyển hóa trở thành một kẻ bất khả chiến bại không sợ hãi không đau đớn sự chuyển hóa đó nếu mày cứ lạm dụng nó như vậy cuối cùng mày sẽ nhận một cái chết thảm khốc méo hiểu sao nó lại biết hay thế bách ho quay lại hỏi cho chắc thì được biết trước kia trang su cũng đã từng bị như thế không phải mày sử dụng chuyển hóa mà là nó đang ăn tươi nuốt sống mày. Có thể mày chưa nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, bởi vì mày chưa tận mắt nhìn thấy ai bị sự chuyển đổi đó ngấu nghiến cả. Điều đó thực sự thảm hại lắm đó. Vậy nên hãy trở thành người của tao đi. Phó mặc sự chuyển hóa của mày cho tao và tao đảm bảo nó sẽ không bao giờ nuốt chủng mày. Không cần phải nghĩ nhiều đâu. Mày đang nợ tao mà, nhớ không hả? Mày còn thiếu tao 100 quân ấy. Á đù nãy trả tiền còn thiếu quê thế không biết. Phó mặc sự chuyển hóa cho thằng đó sao? Nó thậm chí còn điều khiển được cả thứ đó sao? cái quái gì thế này thằng khốn đi khùng đó ngày hôm sau người của trang su cũng đã tập hợp được một đám khá là đông đảo sang tích thủ lĩnh năm một cũng dẫn theo khá đông đàn em nguyện sống mái vì trang su tới cùng trang su nhắc nhẹ nhóc không đi cùng bọn anh để đánh nhau nên hãy thả lòng đi nhóc sẽ không bị thương đâu thế rồi anh cầm đầu cả đám bước đi trông rất chi là ngầu Bách ho bảo đông thế mà toàn mấy thằng con con thì đấm nhau mẹ gì mang đi thách thức danh hài hà mày vừa thấy nam chính nhà ta trang su ngay lập tức ôm trầm lấy anh thì thầm tao rất hạnh phúc vì mày đã đến đây Bách Ho. Sự chuyển hóa của mày, giờ nó là của tao rồi. Bách Ho cay cú hất Trang Su ra và bảo đúng là thằng gay, ôm ấp con kẹt. Trước khi tao đấm vỡ mồm mày, nếu mày còn ôm ấp hay làm cái chó gì nữa thì tao táng vỡ mồm mày thật đấy. Ui cha, nhưng tại tao thích mày mà. Mấy thằng đứng xem mà nổi cả da gà, đù má đúng hai thằng dở, đi đánh nhau hay đi tấu hải không biết. Thế rồi cả đám cũng xếp thành hàng ngay ngắn đi đến trường Te Sung. Thấy hai thằng ôn con cầm đầu hôm nọ sang tích dẫn chúng vào ổ phục kích tưởng đây là địa bàn nhà mình hai ông tướng đi theo mà không hề biết đã bị dụ. Khi bước vào trong ngõ cụt thì đã quá muộn người của Trang Su ùn ùn bước ra làm hai đứa sợ đái ra quần. Hai đứa tính chạy đi gọi hội mà nào đâu dễ như thế, Bách Ho đã chặn hậu đấm veo mõm chó một thằng, chắc ra đòn hơi mạnh nên iang Tê đã ngất con mợ nó luôn. Thằng bạn nó cây cú liều chết lao vào tấn công Bách Ho nhưng cũng chịu chung số phận như thằng iang Tê. Cùng lúc này trong sân bóng của trường Tê Sung mấy tay thủ lĩnh đang họp nội bộ. Thằng béo cay cú chửi đàn em, nhục vãi cả lồng, bọn lô giờ thảm hại. Tao đã bảo bọn mày cho chúng nó biết tay, vậy mà bọn mày lại để bị đánh tơi tả như thế à? Tay mặt sẹo xin lỗi rồi rít giải thích bọn xin hung quá đông, bọn tao không làm gì được cả. Đai ca lên tiếng tao sẽ tập hợp thêm người rồi quay lại đó, tao còn được biết có một thằng đã trọi với cả lũ chúng mày. Mấy thằng run sợ bảo đó là do Trang Su, nó di chuyển điên vãi anh ạ. À. Thằng đó đã hạ gục 10 người của chúng ta trong trước mắt. Anh chọc nhắc nhẹ bọn mày có thể xử được nó không? chỉ mỗi mày và u sang thôi là đủ để tẩn bọn nó ra bã rồi. Tao đã nghe ngóng được và biết được rằng hạng hai của bọn năm hai là một thằng tên là Li Yangjian. Chun Su học cùng trường cấp 2 với nó, thằng đó là trùng lớp nó. Ngay cả khi kéo nhiều người đến hơn thì vẫn ăn hành như thường thôi. Thấy khoai quá mấy thằng đàn em xin đại ca đi theo bảo kê nhưng bị đấm cho sấp mặt liền. Việc trẻ con chúng mày gây ra lại bắt bố mày giải quyết à, đúng là bọn mặt lờ. Nếu lúc đầu mày không bị ăn đòn như một thằng ngu thì chuyện này đéo xảy ra đâu rồi bảo han chun su dẫn quân đi đánh hắn vâng lời liền đang hùng hổ thì hai thằng bị bắt lẻ vừa nãy mếu máu chạy vào khóc lóc lũ khốn trường xin ung, bọn nó chưa kịp nói hết câu thì bị ăn ngay một sút của bếch ho vào lưng ngã sấp mặt luôn thế rồi hai thanh niên cầm đầu cũng đối mặt nhau hai người trao nhau những ánh mắt hình viên đạn đầy yêu thương anh giai nhà ta giới thiệu trước tao là năm hai trường xin hung do trang su anh cười để cảm ơn hai thằng ôn đã dẫn đường cho mình tìm được tới tận đây thật quá tuyệt vời thấy tình hình không ổn một thằng ngay lập tức gọi cứu viện tập hợp các đàn em và tất cả đến phòng gym mau hỏi tại sao làm cái đéo gì tao bảo đến thì cứ đến đi bon xin hung kéo đến đây rồi anh béo cười nhẹ bọn mày đông hơn thật đấy nhưng mà nói gì đây nhỉ bọn tao ở cái tầm khác hẳn lũ chúng mày chạy trốn không ích gì đâu bọn mày chết chắc rồi trang su cười nhẹ xin lỗi nhé nhưng bọn tao đã đi xa đến vậy rồi nên bọn tao không có ý định cụp đuôi chạy trốn hay mong được trở về lành lặn đâu bọn tao biết rất rõ về sức mạnh của trường Tae Sung. Dù sao thì trường Tae Sung cũng khét tiếng với 80% học sinh gia nhập vào hội Cô đồ mà, tao đoán là chỉ mất ít nhất 10 đến 15 phút là cả lũ bọn mày kéo đến đây sau một cú điện thoại rồi. Chẳng phải chừng ấy thời gian là đủ để bọn tao tẩn bảy đứa chúng mày sao? Với lại, mục tiêu của bọn tao không phải trùng trường Tae Sung xin Miung xích, mà là thằng đang đứng đằng kia, xin dung xích. Bọn tao sẽ đập xin dung xích trong 15 phút tiếp theo. Được chứ? Cho dù thằng đó thảm hại thật, nhưng dù sao nó cũng là em trai mày mà nhỉ. Tao nghe nói rằng trước đây mày là một vận động viên judo nổi tiếng. Vậy nên tao có một đề xuất thay thì kéo cả lũ đến để đập nhau, sao chúng ta không đánh theo nhóm 5 người nhỉ, nếu mày sợ mà rút lui thì cũng chả sao. Nhưng nếu mày chấp thuận, bọn tao sẽ cả bọn quay về, chỉ để lại 5 đứa. Thế thì ít nhất thằng xin dung xích sẽ không đến nỗi bị đập như tử. Sau khi nghe nói thằng đó đã hạ 10 thằng trong chốc lát, mình nghĩ nó sẽ là một thằng đần độn vai u thịt bắp. Nhưng thằng này cũng khá thông minh đấy chứ, nó có đủ can đảm để đến đây và đưa ra một thỏa thuận. Thằng này quá tài giỏi mà lại bị lãng phí dưới trướng căng Tích Bong. Lão nhắc nhẹ câm mẹ mùm mày vào, rồi bảo anh cứ làm theo thỏa thuận. Biết mình là người đầu tiên nghênh chiến xin dung xích, hắn chửi thề anh em cây khế vãi loàn méo ai chơi lại. Anh hói nhắc nhẹ liệu hồn mà thắng cho tao, thua thì liệu cái hồn. Trang Su bảo Chun Man dẫn mọi người về hết, chỉ để lại Yang Zion, Bech Ho và Rong Chan, thanh niên vâng lời liền. Mặc dù không muốn đàn anh lâm nguy nhưng chúng đành lủi thủi ra về. Tròn man miếu máu trách móc thằng bạn thân, tao đã bảo mày là nếu có muốn làm gì thì ít nhất phải đánh tiếng với tao trước rồi mà. Lên luôn hay chờ lượt sau là cái quái gì hả thằng khốn này? Chúng ta cần phải tỉnh táo để chuẩn bị cho những tình huống sẽ xảy ra hoặc bỏ chạy chứ. Thấy mấy anh tâm sự lâu quá sang tích sung phong lên trước, cậu ta xin lỗi tiền bối vì đã không về cùng đám năm nhất, thế rồi kèo đấu đầu tiên cũng được lên lịch, đó là xin dùng xích. Và sang tích, thanh niên băng mũi ra vẻ đù má thằng danh năm nhất cút về bú sữa đi thằng lờ chưa dứt câu thì bị ăn ngay một phát giữa người khuỵu xuống đầy đau đớn thanh niên hét lớn đại diện năm nhất trường xin hung buôn sang tích hôm nay em sẽ chết vì anh anh trang su cả lũ nghe xong là lũ hết cả não giao lưu ít võ công thôi mà sống với chết gì vậy ba ba xem phim nhiều quá ảo rồi đó thế rồi không chờ xin dung xích kịp phản ứng thằng em lao vào vã không thương tiếc nhưng thanh niên sang tích này chắc mới có đánh nhau vài lần nên chủ yếu tấu hải là chính đánh 10 cái thì chúng được một cái chán kinh lên được sau đó còn đá hụt rồi tự ngã xuống đất Nhục thế không biết. Xin dung xích đắc ý ngã dập mông xuống đất mà nói nhiều quá nhỉ. Đứng ngoài nhìn hai thằng tấu hài bách ho méo miệng, đù má thằng mạnh nhất năm một là thằng này hả, khéo nó mạnh nhất khoản tấu hài thì có. Thế rồi sau 500 hiệp không phân thắng bại, với một giây bất cẩn sang tích đã bị sút vào con chim non một phát đau điếng. Làm thanh niên đứng hình mất hai giây rồi gào la đau đớn, chơi bẩn vãi lòn đá đúng chỗ hiểm. Không để thanh niên hết đau xin dung xích lao vào tấn công dồn dập, được đà thanh niên quát lớn thằng khốn ngạo mạn, đánh tao được mấy cái tưởng vậy là ngon à, đúng là thằng đầu bờ rẻ rách rồi từ từ tháo đồng hồ ra đeo vào tay tạo thành một nắm đấm sắt đầy uy lực và liên tiếp vã vào mặt sang tích làm thằng bé kêu la đau đớn chỉ có thể ăn đòn mà không né được một chiêu vài giây sau thì nhanh chóng mất sức mà ngã gục xuống sàn trong đau đớn xin dung xích đắc ý lần sau thì nhớ chào tao thật trịnh trọng vào nếu mày còn biết quý trọng cuộc sống nhưng vì máu liều còn nhiều hơn máu não nên sang tích đứng dậy ngay lập tức khiêu khích xin dung xích nhưng kết quả đã ngã ngũ không thể đánh tiếp thanh niên hớn hở về khoe chiến tích với anh trai anh dài thấy chưa em đỉnh vãi loàn ra vừa nãy em đã thấy nó kiệt sức rồi đấy anh biết không thế nên khi thấy nó chả là cái đinh gì nên em đã cho nó biết mặt thấy không em vẫn chiến được ngon lành anh có thấy tự hào về em không hả đừng có ngại cứ khen em đi anh chọc cây cú quát cái thằng yếu rớt nhà mày nó là thằng năm nhất mà mày lấy làm oai lắm vậy nếu là bếch ho hoặc trang su thì chắc dụng hết răng rồi nên là bớt bớt cái mỏ lại ngứa mắt vãi lở. tỷ số bây giờ là một không nghiêng về trường tây sung trận đấu tiếp theo bên xin hung cử tròn man ra nghênh chiến nhìn thằng nhóc bé con con mà mặt lại hàm hàm sắc khí lão hỏi cũng có chút rén liền cử wrestling monster ra nghênh chiến thanh niên nghe lệnh ra tiếp chiều liền thấy đối thủ cao hơn mình ba cái đầu tròn man cũng rén rén wrestling monster quát lớn do trang su đừng có cử mấy thằng mi nhon của mày ra nữa bước ra đây đi lần trước chỉ là do tao mất cảnh giác thôi lần này sẽ không như thế nữa đâu đấu lại đi trang su cười ỉa xin lỗi nhé chúng ta từng gặp nhau rồi à làm thanh niên cay cú méo hiểu gì quát lớn mày vừa nói cái gì? Chúng ta đã gặp nhau rồi mày làm gì đã lâu đến thế? Mày không biết tao sao, wrestling monster ấy. Hai ngày trước tao đánh với mày ở trường mày mà, thằng chó chết, đừng có giả vờ như mày không biết gì nữa đi, mày cố tình làm thế để chọc điên tao chứ gì. Biết đây là trò mạo danh do bếch Ho bày ra trang su lên tiếng, ồ được rồi, xin lỗi nhé. Lần sau tao sẽ nhớ mày, rồi trận chiến thứ hai cũng bắt đầu, mấy thằng đeo kính thường rất nguy hiểm mà, lầm lì thế thôi mà động vào cái là biết liền luôn. Wrestling Monster lao đến vã chon Man nhưng bị anh né một cách dễ dàng, đồng thời bồi cho thanh niên to xác một phát đấm siêu to khổng lồ. Tưởng bé con thế thì nó đấm không đau đâu méo ai ngờ đau vãi lằn, chỉ một đòn đã khiến Wrestling Monster nằm sàn. Xong việc ANHDEO kính vào lạnh lùng bước về như chưa hề có gì xảy ra. Bách cũng há hốc mồm mà thốt lên, cái thằng thư sinh đó sao mà mạnh dữ vậy trời, bảo với Yang Zion, chắc chắn mày không có cửa thắng nó đâu. Thanh niên cay cú, bố mày mạnh hơn nhiều nhé, nhưng mà trước đây nó cũng từng học judo cho đến năm nhất đấy. Trước khi cắm đầu vào học hành các kiểu, thì ngay trước nó cũng từng là một thằng có số ma đó, nhưng giờ thì bớt bớt rồi. Thế rồi hai bố lại tấu hài trước sự bất lực của Trang Su. Wrestling Monster ăn một đấm không cam tâm, nhân lúc tròn man bước về không cảnh giác liền lao đến vật anh ra đất. Vừa ôm đối thủ thanh niên vừa cay cú nói tao là Wrestling Monster, mày nghĩ tao sẽ bị hạ gục trước một thằng bé tẹo như mày á, tao mới chỉ bắt đầu thôi. Thường thì mấy thằng nói lắm thì thường ăn lờ mà, vì có vài miếng võ trong người treo mang ngay lập tức thoát khống chế vật đối thủ xuống đất chưa kịp đứng dậy thì đã bị anh thư sinh lao vào khóa không thể nhúc nhích chỉ vài giây sau lại bất tỉnh nhân sự lần này thì phần thắng thực sự đã nghiêng về đội trang su cây cú vì bị thua mất một ván anh hói cử thằng em chun su mặt sẹo ra tiếp chiêu dặn nó no đánh đấm cho cẩn thận không thì liệu cái hồn thanh niên không biết đối thủ là ai sợ xón ra quần bước lên nghênh chiến nhận ra người quen cũ yang jion chém gió với Baek ho tao học cùng trường cấp 2 với thằng đó, nó là trùng lớp trường Tae Sung. Nhưng thật ra thì tao cũng đéo hiểu tại sao nó lại leo được lên vị trí đó, nó chỉ được cái hung hăng, nên tao nghĩ mày sẽ dễ dàng hạ được nó thôi. Đối thủ thứ tư của bên Tae Sung chắc là Dung U Sang, hạng 2 của bọn năm ba, mày cũng thấy đấy, thằng đó cao tận 2 mét. Nhìn y chang một con hưu cao cổ vậy, còn bạn yêu của tôi chỉ có mét 7, thế nên mét 88 như tao chắc chắn là đối thủ tốt hơn khi đấu với nó rồi. Mày sẽ thắng dễ thôi, tao sẽ nghiên cứu thằng U Sang đang chém gió hay thì bị bích ho đẩy lên võ đài thanh niên cây cú gắt lên mày điếc hay gì thế hả mày đấu với u sang là khập khiễng lắm đấy nhưng vì bị giữ video nhạy cảm nên yang zion cây cú lại chửi nhau với nam chính nhà ta một lúc chun su chờ nãy giờ sôi máu quát lớn chúng mày đến đánh nhau hay tấu hài vậy mấy thằng danh con li yang zion thôi làm nhảm và lết cái thây mày đến đây ngay ok mày đã có lời thì bố mày chiều anh dai nhà ta bước lên nhắc nhẹ han chun su mày lấy đâu ra cái gan gọi tao lên thế hả mày đã quên cái lúc bị tao tần như tử hồi cấp 2 rồi à, hình như chừng đó vẫn chưa đủ cho mày tỉnh ngộ nhỉ, mà dám ngông cuồng gọi tên tao. Tao đảm bảo sẽ khắc sâu lần này vào cái đầu ngu độn của mày, nói xong anh thủ thế chiến đấu liền. Khinh thường đối thủ cũ từng bị mình bón hành trước kia, Yang ngay lập tức ăn đòn giữa mặt liền. Méo miệng thanh niên mới nhận ra, thằng mặt lờ này đã đi học võ, bỏ mỡ rồi. Mình đang tự hỏi nó trở thành trùng lớp kiểu gì, thì bây giờ đã có câu trả lời rồi. Cây cú vì bị ăn đòn Yang Jion lao vào tấn công nhưng ngay lập tức bị Chun Su nhét cả bó hành vào mồm, ngu ngơ hết cả người luôn. Chun Su đấm được Yang Jion mấy cái thì đắc ý lắm, tưởng thế nào hóa ra là thế này, yếu rất như con gái vậy. Bị khích tướng thanh niên cây cú lao vào tấn công thẳng mặt sẹo, nhưng lần này còn thảm hơn một đấm nằm sàn luôn. Yang Jion chả khác gì bịch bông để Chun Su tập võ cả, bị đám cho răng môi lẫn lộn luôn. Yang Jion cay lắm nhưng nó mạnh vãi loàn giờ phải làm sao đây, thằng khốn này nó đang tuân thủ nghiêm ngặt cách đánh outboxing, để vượt qua sự cách biệt về sức mạnh lẫn hình thể. Chân nó di chuyển rất nhanh và nó tung ra những cú đấm chính xác. Không hề nghiệp dư chút nào, tin tốt là nó đang chống đỡ cả cơ thể bằng gót chân nên nắm đấm của nó còn yếu. Chắc chắn đòn tấn công của nó không đủ để hạ gục mình, nhưng nếu mình còn trúng đòn nữa thì chấn thương sẽ bắt đầu ảnh hưởng, mình phải chú tâm vào thôi. Thằng đó không còn là thằng danh mà mình biết nữa rồi. Nếu đứng đánh nhau thì mình sẽ không thắng nổi, mình phải ghim nó xuống đất. Nói với làm là hai chuyện khác xa nhau vãi loàn, cứ mỗi lần Yang Jion tiếp cận là bị Chun Su đánh văng ra xa. Đồng đội đứng ngoài xem cũng ngao ngán méo hiểu nó định làm cái trò mèo gì không biết, cứ đâm đầu vào một đối thủ nhanh hơn mình như thế hả? Baek Ho khoe có video về Yang Jion làm thằng chon man thích thú bảo nam chính nhà ta gửi liền qua coi xíu cho vui. Baek Ho bảo thằng đó đúng là một con gà thứ thiệt, nhưng mà nó không dễ sơi đến thế. Thằng đó bị sao vậy? Đáng lẽ nó phải ngay lập tức ghim chun su xuống đất rồi mới đúng, nhưng vì nó khinh địch và bây giờ chấn thương còn ảnh hưởng thêm vào nữa một lúc sau thì Yang Jion cũng đuối sức chân tay run lẩy bẩy, mặt sẹo đắc ý chân tay thế này thì đánh đấm được ai, rồi lao vào đấm anh thêm vài cái. Nhưng chắc thằng Junung Jion này là vua lì đòn nên vẫn có thể trụ được tới tận bây giờ. Chun Su khen anh nức nở, ồ nhưng chắc chắn mày vẫn có thể chịu đòn. Tại sao mày cứ nhận hết mấy cú đấm của tao thế hả? Mày là cái bao cát hay gì? Mày vừa cười đấy à? Ăn đấm nhiều quá nên mày điên luôn rồi hả? Yang Jion muốn đấm vỡ alo nó lắm nhưng yếu lắm rồi lại phải dùng võ mồm thôi, mày tiến bộ lên nhiều đấy chan su tao vẫn nhớ như thể mới ngày hôm qua mày còn khóc lóc như một thằng yếu đuối tay thì ôm chặt cái bồn cầu bị nhắc lại nỗi đau chun su mất bình tĩnh lao vào bem yang jion như một con bò mộng anh giai nhà ta đắc ý nó mất bình tĩnh rồi trọng lượng cơ thể nó đang dồn về phía trước đây là cơ hội duy nhất của mình nếu để lỡ thì mình sẽ xong đời tên khốn này chắc hẳn đã tập luyện đổ mồ hôi sôi nước mắt để đạt được vị trí như ngày hôm nay tao phải công nhận công sức của mày tao nể mày phết đấy nhưng dù mày có tập luyện vất vả đến đâu thì vẫn có một phần cơ thể vẫn không mạnh hơn chút nào thì mày cũng chỉ là một bại tướng dưới tay tao thôi. Thế là cả trận không làm được cái mẹ gì, cuối game đấm chúng đúng một cái thế trận lại đổi chiều 180 độ liền. Chun-su ăn đòn nằm bệt xuống sàn trước sự cây cú của đồng bọn. Nhưng thế vẫn là chưa xong, cây cú vì bị nhét hành vào mồm nãy giờ, Yang Jion từ từ tiến lại tặng thằng bé lên hòa nấm. Đồng thời cũng rót mật vào tai thằng bại tướng đầy yêu thương, mày cũng không thể gục chỉ sau một cú được chứ, thằng lờ này dậy mau, cái thằng khốn kiếp, mày là bao cát đấy à? Thấy thế là đủ rồi John Man bước tới kéo thằng bạn về khâu chất người ra đó thì bỏ mỡ luôn. Cùng lúc này đàn em của anh chọc cũng đã đến nơi nhưng không được vào vì bên trong đang solo ra xua rất căng thẳng không được phá đám, thế là cả bọn đành chờ bên ngoài. Rồi trận đấu thứ tư cũng chuẩn bị bắt đầu, Bách Ho tự tin bước lên dặn mấy thằng đệ chố mắt ra mà xem nhé he he. Thấy mặt anh căng căng đồng đội cây giái cầu cho nam chính bị đấm vỡ mồm đi cái tội láo nháo, đúng là toàn anh em cây khế mà, hơn nữa còn là khế chua cơ thấy bách ho lắm lời quá thanh niên đeo khẩu trang bước lên nghênh chiến hứa với anh chọc miung xích sẽ cho nó biết thế nào là lễ hội đối mặt với thanh niên cao gần 2 mét nam chính nhà ta cũng bắt đầu thấy rén quả này ăn cướp thay cơm con mợ nó rồi chưa kịp thủ thế đã bị ăn ngay một suốt giữa mặt học cả máu mũi mặc dù thân thủ bách ho cũng ghê gớm đó nhưng chân hắn quá dài nên cũng bất lực nó còn thủ thế đường lang quyền nữa chứ làm bách ho sợ xanh mắt mèo quả này nó nhai đầu mình luôn quá thằng đó không hề nắm chặt nắm đấm lại nó lại sắp sửa tung ra một cú đá tầm xa rồi mình chỉ có thể đánh bại thằng đó ở cự ly gần thôi. Bách ho lao đến túm được chân, nhưng thế méo nào nó giơ chân trái đá chân phải, khiến nam chính nhà ta văng ra xa chả hiểu cái mẹ gì, chỉ có thể lườm đối thủ. Nhưng lườm thì làm gì có sát thương, nên ngay lập tức bị sút ra xa liền. Anh đeo khẩu trang từ từ bước đến, bắt đầu khịa. Mày chỉ có thế thôi à, ngoài việc gào mồm lên và xông đến thì mày không còn được cái tích sự gì nữa sao. Cây dài lắm bách ho lao như con thiêu thân và đối thủ, lần này có vẻ tiến bộ hơn đã có thể chặn được một cú sút từ hắn nhưng vẫn bị ăn vài đấm vào ảnh đại diện đang chóng váng thì ăn thêm vài phát vào ngực nữa thế rồi lại văng ra xa đồng đội nhìn thế đành bất lực bảo anh chỉ được cái mõm là giỏi đánh đấm như cái quần què mà đòi làm trùng trường ảo tưởng sức mạnh vãi lở nhưng dù sao thảm thế cũng không có gì bất ngờ vì dù sao thằng kia cũng là hạng hai của trường te sung vừa nói cho man vừa cho yang jion xem video bách ho mới gửi làm thanh niên cay cú đã hứa là không phát tán rồi mà còn làm thế xong trận về đây thì liệu hồn. Vừa ăn một bó hành xong Bách Ho vẫn chưa thấy chán, bật dậy sẵn sàng ăn đòn tiếp liền. Biết ngay mà vừa lao đến là ăn đòn luôn không kịp đỡ, pha này còn thảm hơn sấp mặt xuống đất, hỏng hết avatar luôn, chán thực sự mà. Mấy thanh niên há hốc mồm không hiểu sao thằng đó có thể di chuyển với tốc độ đó trong khi thân hình cao kều như thế kia. Dung U sang phải mạnh ngang trang su. Nhân cơ hội Bách Ho bất tỉnh, U sang nhân tiện sút cho anh mấy cái làm quà. Yang Jion muốn xông vào ngăn cản nhưng bị Trang Su cản lại, nhắc nhẹ bọn mày vào đây chơi thể thao hay gì. Chúng ta xông vào đây để tuyên chiến, bọn mày muốn chơi công bằng à, đừng có giả ngu nữa đi, mà với lại, nếu Bích Ho không thể đánh lại thằng đó, thì bọn mày cũng khác gì đâu. Sau bao nhiêu lần chứng kiến mà bọn mày vẫn chưa hiểu à, Bích Ho sẽ không chịu thua như vậy đâu. Vừa dứt câu thì nam chính nhà ta tỉnh dậy ánh mắt ngập tràn thuốc nổ, anh tuyên bố tầm này thì sân khấu sẽ là của tao. Thế rồi lao đến tấn công U Sang, lần này có vẻ khá khẩm hơn nãy một chút đã bắt được chân và còn vuốt nhẹ vào má U Sang một cái đau điếng nhưng bấy nhiêu đó cũng không nhằm nhò gì thanh niên này không phải đậu vừa rang đâu anh ta thầm nghĩ ngay cả sau khi hứng một cú vào đầu như thế hiện giờ nó chẳng khác gì một con quái vật lao đến tấn công kẻ thù theo bản năng cả nếu không bình tĩnh là mình tiêu đời rồi bật chế độ đánh nghiêm túc vã cho nam chính không trực phát nào lần này không những đấm mà còn lên gối rất nhiệt tình đối mặt với sức mạnh quá áp đảo đó bách ho chỉ có thể dãy dụa trong tuyệt vọng thi thoảng cắn được vài phát yếu ớt mà thôi thấy có vẻ hơi nhờn với nam chính nhà ta u sang tháo mặt nạ ra đánh một cách máu lửa hơn biết Bách đã đạt tới giới hạn nếu còn tiếp tục sẽ bỏ mạng trang su yêu cầu anh tắt chuyển đổi ngay lập tức thấy nó mất ý thức anh lao lên thật nhanh bịt mắt thằng bạn lại ẩy về phía sau làm u sang cây cú quát lớn mày nghĩ mày đang làm cái quái gì vậy hả mày dám cắt ngang như thế à thế rồi hai thanh niên lao vào cọ sát nhau tí anh nhắc nhẹ nếu muốn đánh tiếp thì đánh với tao Bách ho đã mất sức chiến đấu rồi mà mày còn muốn đánh chất nó hả thằng mặt lờ mặc dù nam chính nhà ta vẫn muốn đánh tiếp nhưng đã bị yang zion và chon man lôi về còn bồi thêm mấy câu yếu rớt mùng tơi thế mà còn thích thể hiện về làm đầu bò đi đầu gấu méo gì cái loại mày thực sự cũng cay giái lắm nhưng hết sức mẹ nó rồi nên đành bất lực để hai thằng đệ kéo về u sang đang định tiếp chiêu thì anh béo bảo con hàng này của anh chú em cứ về dưỡng thương đi rồi bước lên nghênh chiến với trang su hắn ta đắc ý nói nhẹ nhàng do trang su mày thấy năng lực của u sang nhưng vẫn xông vào như thế hử nhóc mày ra gì phết đấy chắc chắn tao sẽ có được mày giờ thì bắt đầu thôi nhỉ đây là trận cuối rồi hi hi khán giả hai bên đều căng thẳng theo dõi trận đấu. Không một chút nề nang đàn anh Trang Su mở bát đầu tiên liền, ngay lập tức lao vào Be Sick như con mà không một chút sợ hãi. Mấy thanh niên đứng xem há hốc méo hiểu mang tiếng anh cả mà phế vãi loàn, bị một thằng năm hai đánh cho tay tua. Như nào nó lại dễ như thế, anh chọc cười trừ One Two Punch, kèm thêm một cú đá lâu kích rất chính xác nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ. Đúng là một mình mày đã hạ 10 thằng tao cử đến thật rồi, cú đấm của mày còn khá yếu, nhưng đó là vì chúng ta khác hạng cân. Tóm tại là không tệ. Trang Su nhắc nhẹ tao không biết mày lấy đâu ra cái quyền phán xét tao, làm anh béo thêm cay giái lắm nhưng chưa biết thực lực đối phương ra sao nên chỉ có thể đứng im thăm dò. Ui mày thăm dò thì bố mày đánh thôi rồi Trang Su lao vào vã thằng béo như con. Mặc dù thân hình đồ sộ nhưng hắn phản ứng cũng rất nhanh, Trang Su phải cẩn thận lắm mới có thể né chiêu cũng như tung đòn về phía đối thủ. Giao lưu vài quyền thì anh cũng bị Mi Ung xích túm được cổ áo. Thế rồi lần đầu tiên thấy Trang Su toát mồ hôi hột, quả đúng không ngoài dự đoán, bị tiếp cận là ăn lở thay cơm luôn. Myung xích vã anh ra nhà ta một phát trời giáng vào mặt cũng có chút rén trang su cởi áo đánh cho ngầu nhân lúc anh chọc mất cảnh giác trang su ngay lập tức tung liên hoàn cước vào mặt hắn ta mặc dù đã tung hết sức cho cú suốt đó nhưng Myung xích chỉ bị xây sát nhẹ trang su rén ngang không lẽ nó là quái vật hết sức tấn công anh đành giơ tay ra đỡ những cú đánh trời giáng từ Myung xích cái sức mạnh này đúng là không phải người mà cảm giác như thể mình vừa bị xe tải tông vậy làm sao một thằng to xác như nó lại có thể nhanh đến vậy cuối cùng cảnh tượng mà ta không trông đợi nhất cũng đã đến trang su đã không thể chống đỡ mà đã dính đòn văng ra xa đang đánh vui không muốn đối thủ bỏ cuộc mi ung xích từ từ bước đến nhắc nhẹ cái quái gì thế hử mày đùa tao đấy à đừng có mà làm quá và xách cái mông mày dậy ngay cho tao trang su cau mày sao mày có thể bảo là tao đang làm quá sau khi ăn cú đấm quái vật đó chứ tao thua rồi sau thất bại của trang su với mi ung xích anh hói biết đằng sau việc gạ sẹo đánh lộn này chắc chắn có ẩn khúc nên từ từ bước tới hỏi trang su mày chưa bao giờ có ý định đánh bại trường Te sung đúng chứ nếu đó là kế hoạch của mày thì tại sao mày lại mạo hiểm đuổi lũ nhóc kia về tao có thể giả vờ chấp nhận đề nghị của mày rồi tẩn bọn mày như tử tuy nhiên tao thừa nhận là tao sẽ không làm những chuyện như thế kế hoạch của mày là gì cũng được mày đã lập ra giao kèo này nghĩa là mày muốn giảm thiểu thiệt hại hơn là thực sự muốn chiến thắng mày đến đây vì tích bong sai mày đến đúng chứ nếu mày cãi lại nó cuộc sống của mày ở trường sẽ trở thành địa ngục vậy nên mày không còn sự lựa chọn nào khác ngoài vác xác đến đây tao nói đúng chứ cứ tưởng mấy thằng to xác thì đầu óc không nhạy bén cho lắm chứ méo ai ngờ lại thông minh như thế trang su cười đáp mày nhìn thấu tao luôn rồi mày đúng là trên cơ tích bong sở hữu sức mạnh cơ bắp và bộ não thông minh cùng một lúc không phải chuyện dễ chun su đứng sau hóng hớt thế nghĩa là kang tích bong đứng sau chuyện này sao thằng đó mất trí rồi anh không thể cho qua chuyện này được đại ca em chưa bao giờ thích cái thái độ của thằng đó đối với anh Sao chúng ta không dạy cho nó một bài học đi ạ? À? Mi ung xích cau mày quát, Tách bong là bạn mày à? Thằng lơ mặt dày, chúng ta học khác trường, nhưng trong tổ chức thì nó vẫn là tiền bối của mày đấy. Mày nghĩ mày có thể xông vào nó bởi vì nó làm mày ngứa mắt sao? Có phải thế không? Nếu mày không nhìn thấy năng lực của tao thì mày có đi theo tao không? Chun Su sợ hãi cúi đầu xin lỗi đại ca rồi rít. Mi ung xích đuổi thanh niên cút xéo về hàng rồi tiếp tục câu chuyện với Trang Su nhà ta. Thằng tech bong đó đã không cử mày tới đây để gây hấn với bọn tao nó muốn lợi dụng tao bón cho chúng mày ngập hành. Trang Su thầm nghĩ thằng đó đoán đúng tất cả, đúng là một con quái vật thực sự. Anh chọc tiếp lời, tao không biết tích bong đã cho mày những gì, nhưng từ giờ tao sẽ bảo kê mày. Như chúng ta đã giao kèo trước đó, đến làm việc cho tao đi. Nếu làm việc cho tao, mày sẽ sớm thăng quan tiến chức thôi, mày biết cựu học sinh trường Tây Sung là cốt lõi của tổ chức mà đúng chứ. Tao sẽ cho đàn anh biết tin này, vậy nên ngày mai đến văn phòng của bọn tao nhé. Từ giờ thì tích bong không thể đụng vào một sợi tóc của mày đâu. Trang Su nhắc nhẹ tao còn đang đi học trường xin hung 2 năm nữa, nếu làm việc cho mày đồng nghĩa với việc gia nhập tổ chức thì tao phải từ chối thôi. Vì tao không có ý định trở thành một thằng côn đồ đâu. Tuy nhiên nếu mày cần tao làm việc gì đó thì tao sẽ giúp mày một lần. Anh béo tự đắc chắc là không cần đâu vì bọn tao thừa sức làm mọi chuyện mà không có mày, nhưng Trang Su bảo không hẳn. Ví dụ như mày có thể cần tao để hủy hoại tích bong chẳng hạn, cùng trường thì sẽ dễ giải quyết hơn phải không? Mày thấy đấy, thực tình thằng đó cử tao tới đây. Nghĩa là nó muốn quấy phá mày, Sớm thôi, nó sẽ nhe nhanh về phía mày, chả có nhẽ nó đã làm rồi thì phải. Mày cũng biết mà, Tích bong không phải là một thằng dễ sơi. Vậy nên tao chắc chắn, một ngày nào đó mày sẽ cần đến tao. Rồi mấy thằng bạn mới há hốc, thì ra đây mới là mục đích cuối cùng của Trang Su, méo nói với anh em một câu gì, đúng là một thằng chập mạch. Thế rồi xong chuyện ai về nhà nấy, khi cùng Miung Ung xích ra về Chun Su thắc mắc. Để thằng Trang Su đi như thế, có ổn không ạ? À? Kể cả nó có thay mặt cho Tích bong đi chăng nữa? thì sự thật nó đã đánh dung xích vẫn không thay đổi. Không tính đến chuyện nó xông vào địa bàn của chúng ta. Em không thấy chuyện này hợp lý chút nào, em đã điều tra nó một chút. Hóa ra, nó là thủ khoa của lớp. Nó không phải cái loại sẽ ngao du với hạng người như chúng ta đâu. Nếu người ta biết một thằng chơi cháo kéo cả một đàn đến gây lộn với chúng ta và rời đi mà không có vết thương gì lớn thì chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng chúng ta sao. Anh béo biết thừa nhưng vẫn bảo thằng em, nó chính là một thằng khốn nạn đấy, nó ở một cái tầm khác hẳn. Nó biết cách xoay chuyển thế bất lợi và biến nó thành cơ hội để phản công. Nó có bản lĩnh và kỹ năng để làm điều đó, nó không ngần ngại tiên phong nhảy vào hố lửa. Nghĩa là nó có thể xử lý mọi chứng ngại vật cản đường. Nhưng đến khi xử lý tình huống, nó lại rất lạnh lùng và thực tế, rõ ràng là nó sẽ đứng đầu trên mọi lĩnh vực mà nó chọn. Không có sự giải thích nào khác cho loại tài năng đó đâu. Nếu nó làm việc cho tao, dù cho chỉ là một thời gian ngắn thôi, thì tao sẽ như hổ mọc thêm cánh, cứ chờ mà xem Trang Su sẽ không bao giờ thoát khỏi con đường này đâu em dài à rồi nhắc nhẹ thằng em nên vậy đừng có phí thời gian lo lắng mấy chuyện ngu ngốc và tỉnh táo lên đi mày không thể bị thuộc hạ của một thằng chưa cháo tẩn cho no đòn đúng chứ thế rồi hai thanh niên dẫn nhau đến hộp đêm đê sung giải khuây thanh niên trùng trường xin hung cang tích đã đứng đợi ở đây từ chiều hắn đang sung sướng vì nghĩ chắc chắn trang su và đồng bọn chiều nay đã bị đánh cho thừa sống thiếu trước rồi muốn trông thấy bộ dạng thảm thương của nó quá đi thôi biểu cảm trên mặt thằng nhóc khốn kiếp đó thằng đầu bờ mi ung xích chắc chắn sẽ nghi ngờ mình nhưng nó sẽ không ra tay mà không có lý do đâu. Bởi vì không có chứng cứ rõ ràng nào cả nên mình chỉ cần chối bỏ tất cả thì nó sẽ không làm gì được mình. Đang hí hửng thì anh béo mi ung xích từ từ bước đến băng bó đầy mặt làm cang tích ngạc nhiên, quái vật mà cũng ăn đòn sao. Mi xích nghiến răng, cảm ơn mày rất nhiều về món quà chiều nay, thằng đầu bờ rẻ rách. Tích bong hốt đái ra quần, chả lẽ nào Trang Su đã đánh bại được thằng khốn này ư, không thể nào nếu thật sự là vậy thì nó đã xấu hổ không dám ló mặt đi làm rồi. Mà sao cũng được, có lẽ Trang Su đã cho thằng ngu này biết mặt rồi. Thanh niên lên tiếng quà nào, tao không hiểu mày nói con cá gì cả, à mà hình như có ai đã cho mày no đòn rồi nhỉ, mày có còn chút tự tôn nào không thế. Thanh niên đi sau lên tiếng, mày đang làm cái trò cái gì vậy? Bọn tao biết mày là đứa đã cử bọn nó đến. Việc gì mày phải giả vờ giả vịt như thế làm gì? Anh béo nhắc nhẹ chun su không mắng bạn nữa, tích bong làm sao mày có thể dễ đoán như thế nhỉ? Đang giờ câu chuyện thì đại ca, của những đại ca cũng đã lộ diện, mặc dù có tên nhưng ba thanh niên kia không có tuổi gì so với thanh niên này thấy mặt ngay lập tức cúi mình chào hỏi rất lễ phép ông trùm lên tiếng đi thẳng vào vấn đề ngay và luôn tao nghe nói tech bong đã cử người đến trường te sung hử anh béo ấp úng thì bị quát cho xun vòi trả lời nhanh lên thẳng mặt lờ tao phải động chân động tay thì mới mở mồm ra à thế rồi cả đám bị kéo vào trong hộp đêm ăn đòn ông trùm tay thì cầm gậy mồm thì quát lớn con lợn chớt dẫm to xác như tịnh mà đánh đấm như quần què để mấy thằng khóa dưới khinh ra mặt đầu gấu con kẹt gì cái loại mày vô dụng vãi lở. Rồi vừa chửi chun su vừa dã anh béo như con. Miung ung xích không dám phản kháng mà chỉ liên miệng cầu xin đại ca dơ cao đánh khẽ. Thấy thằng béo bị ăn đòn căng tích đứng nhìn đầy đắc ý, chớt mợ mày đi, cái tội bằng tuổi mà bắt tao gọi là anh này, lao nháo với ông mày này he he. Rồi giả bộ mèo khóc chuột xin lỗi đại ca, thưa anh đây không phải là chủ đích của em. Nhưng em đã không suy nghĩ thấu đáo rồi em là người có lỗi, vậy thì em mới là đứa phải bị đánh chứ, đàn anh. Chun Su ném chiếc gậy xuống rồi đạp thằng Miung xích ra một góc, mặc dù đã khẩn khoản cầu xin nhưng vẫn bị dã liên tội, hơn nữa còn bị ăn chửi sấp mặt luôn. Thằng khốn nạn, đây chính là điều sẽ xảy ra khi mày không thể duy trì quyền lực đấy. Rồi gọi thằng Cang Tích Bong nhắc nhẹ ai cho mày cái quyền sen ngang khi đàn anh đang nói chuyện thế hả? Quay sang hỏi anh chọc, Mi Ung Xích, mày có gặp khó khăn khi kiểm soát lũ nhóc dưới quyền không? Nếu mày không thị uy, thì cái lũ đó sẽ nổi loạn, hiểu không hả? rồi anh béo cầm chiếc gậy bóng chảy lên từ từ bước tới hỏi thăm căng Tích Bong, làm thanh niên hốt toát hết mồ hôi hột, đù mà nói có mấy câu mà bị ăn đòn, cái mồm làm khổ cái thân rồi. Thấy bên ngoài ồn ào quá một thanh niên trong phòng bước ra quát lớn, sao tối rồi mà còn ồn ào thế bọn mặt lờ, không để cho ai ngủ à. Mi ung xích vừa đánh tích bong vừa đếm trong sung sướng, 59, 70, 81 nghe thấy giọng của ông anh thì đứng hình không dám động đậy. Anh quát lớn đếm như con cá ấy mà còn hét to, bộ mày học hết lớp một chưa hả, xem mấy thằng ngu ngục này đi mày vẫn còn thừa năng lượng quá nhỉ khi thấy mặt anh ta tất cả đều khúng núm cúi đầu giờ ta mới biết đây còn là trùng của trùng luôn Chun Su cũng phải lễ phép cúi đầu ông trùng gọi Kim Chun Su qua nói chuyện thanh niên ngoan ngoãn nghe lời liền thằng bé lên tiếng em tưởng anh đang nghỉ vài ngày vì bị viêm xoang anh đã khỏe hơn rồi sao ạ anh đúng là châu bò thật đấy đại ca những cái con cá ôm trùng quát cơm mồm làm thanh niên im thiên thít Ông trùng nhắc nhẹ hai thằng ngu này chúng nó phá phách cái gì mà mày làm ầm ầm lên thế. Chun Su giải thích, chỉ là sắp xếp bọn nó theo thứ hạng thôi thưa anh, Mi Ung Xích đã thể hiện tinh thần làm việc tốt. Và nó cũng làm việc cho chúng ta trước tích bong cả một năm. Đang nói thì ông trùng cắt lời, và trên hết Mi Ung Xích học trường Te Sung đúng chứ. Mày và đa số những thằng ở đây đều từ cái lò Te Sung mà ra cả. Đó là lý do mày làm vậy chứ gì. Đang nói hang thì nước mũi chảy dòng dòng ghê chết đi được, giơ tay định lấy chiếc khăn mà làm thằng bé hốt cứ tưởng đại ca đánh mình nên co rú người lại chùi xong mũi anh trả lại cho thanh niên làm thằng bé ngơ ngơ ngác ngác đù má đại ca ở dơ vãi luần đang định đưa cho đàn em mang đi giặt thì đại ca bắt nhét vào túi áo mặc dù cay lắm nhưng không làm được gì vỡ mặt ngay và luôn nên đành miễn cưỡng nhét nó vào túi áo xong xuôi đại ca vỗ ngực thằng em hỏi nó thấy thế nào hả nhục nhã lắm đúng chứ à không phải nhục bình thường mà phải nói là nhục vãi luận mới đúng mày nghĩ mày vẫn là một thằng côn đồ của trường cấp 3 đấy à tại sao mày lại trầu đến thế? Đừng có đi quá đà với giam ba cái chuyện còn con đó, rõ chưa hả? Ngay cả lũ trẻ ngày nay cũng không làm chuyện thảm hại như mày đâu. Đây mới chỉ là cái ao làng mà thôi, phân biệt trường này trường kia để làm gì hả? Trừ khi mày chuyển đến trụ sở chính, còn không thì ai cũng như nhau cả thôi. Đừng có làm chuyện thừa thãi, tập trung vào kinh doanh đi. Kim Chun Su sợ tí xón ra quần giam giáp vâng vâng dạ dạ liền. Xong chuyện với một thằng, đại ca từ từ bước đến trước mặt Myung Sik và tích Bong hỏi tội, Mày đã làm việc ở đây được mấy tháng rồi mà vẫn không hiểu à. Tao chắc chắn là ở đâu cũng vậy thôi. Nhưng ở đây cấp bậc và hệ thống cấp bậc là rất quan trọng. Đừng có làm nửa vời mà hãy chấn chỉnh lại bản thân đi. Nếu kêu thằng nào đó bằng tuổi mày bằng anh làm mày khó chịu, thì mày cút khỏi đây được rồi đấy. Thanh niên sợ xanh mắt mèo cúi đầu xin lỗi anh cả dỗi rít. Em sẽ làm vậy thưa đại ca, em sẽ chấn chỉnh lại thưa anh, em xin lỗi các anh ạ. À. Thế rồi sáng hôm sau khi trở về trường, vẫn vị trí quen thuộc đó tích bong vẫn đang cay cú suy nghĩ, chu sung man. Thằng đầu bờ rẻ rách đó kể cả có là cựu sinh viên trường xin hung thì thằng đó vẫn quyết định bảo mình cút đi thay vì giang tay che chở. Vì thế nên nó mới kẹt mãi ở cái nơi xó xỉnh này trong khi đồng bọn đã được thăng chức và chuyển đến trụ sở chính rồi đấy. Thằng ngu ngục. Xin mi xích, thêm một thằng khốn rác rưởi Kim Chun Su và cả bọn te sung đầu bờ nữa, cứ đợi mà xem, tao sẽ dọn sạch lũ chúng mày sớm thôi. Đang suy nghĩ hăng say thì Trang Su từ từ bước đến, mặt không một chút sợ hãi. Trang Su ân cần thưa với đại ca em đã đến trường Tây Sung, như anh đã bảo rồi ạ, à, đàn anh. Tích bong cười khẩy, làm tốt lắm, tao còn nghe nói, mày đã đấu tay đôi với Miung Sik. Ta đã hy vọng mày xuất hiện trong bộ dạng tàn tạ thảm hại. Nhưng có vẻ mày vẫn khỏe quá nhỉ. Cái đéo gì thế, chuyện gì đã xảy ra. Trang Su ấp úng em đã bảo Miung Sik là em sẽ làm việc cho nó, em đã gọi nhiều người nhất có thể. Nhưng mà, khi đấu với bọn nó thì rõ ràng là bọn em không có cửa thắng em không có sự lựa chọn nào khác nếu không muốn bị đánh như tử nếu bọn em thương tích đầy mình quay trở lại thì chắc chắn anh sẽ phải ra tay tích bong cây cú đúng là thế nhưng mà thằng khốn nhà mày không phải đó cũng chính là kế hoạch của mày sao mày lợi dụng cơ hội này để được miung xích bảo kê mày đúng là một thằng khốn danh mãnh đấy trang su cười nhẹ em chỉ muốn ngăn chặn một cuộc chiến nổ ra thôi em chắc chắn rằng anh sẽ không thua miung xích nhưng trận chiến giữa hai trường thì lại là một chuyện hoàn toàn khác anh cũng biết rất rõ điều đó mà đó là lý do anh yêu cầu em lặng lẽ xử lý vụ thằng Dung Xích đúng không? Nếu mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát và chúng ta thực sự phải đối đầu với trường Tae Sung, mọi người, kể cả những tiền bối đang ở đây, tất cả chúng ta sẽ tiêu đời, vậy nên để tránh tình huống đó, anh đã quyết định cử bọn em đến trường Tae Sung đúng chứ? Nhưng anh có nghĩ, Shin Myung Xích có muốn ngăn chặn cuộc chiến này hay không? Thằng đó không có lý do gì để trốn tránh cuộc chiến này cả. Chắc chắn, nó sẽ dùng điều này làm cái cớ để tấn công anh, nếu bọn chúng muốn xóa sổ chúng ta, chuyện đó sẽ xảy ra, anh đã biết điều này rồi mà, chúng ta đang ở thế bất lợi. Nghe một hồi nhức nhức cái đầu tích bong đứng dậy quát lớn, thì làm sao thằng mặt lờ đâu bùi này, mày muốn tao cũng phải theo phe nó à. Từ từ đã anh trai em nói còn chưa xong mà. Cho su tiếp lời, trong trận chiến cam go đó, anh đã có trong tay một lá bài tẩy rồi, có thể sẽ mất thời gian một chút, nhưng một khi Myung Sik bắt đầu tin tưởng em hoàn toàn. Chúng ta có thể trì hoãn sự tấn công của trường Tây Sung, hoặc thậm chí còn có thể chuẩn bị phản công trước. Nếu chuyện đó xảy ra, anh có thể coi em như mồi nhử, xin anh đừng hiểu sai ý em. Em chỉ bảo Myung Sik rằng em sẽ đến làm việc cho hắn, vậy nên em có thể trở thành lá bài tẩy của anh, không còn sự lựa chọn nào khác nữa. Nghe có vẻ xuôi tai, tích bong cho Trang Su ra về, may quá nói cả buổi khác khô cả họng rồi, mãi mới được xuống. Bước vào trong cầu thang thì John Man đã đứng chờ sẵn để khiện. may mà mày vẫn toàn mạng trở về, quay ra nhìn Baek Ho và Yang Jeon, hai bố trang bị phun giáp nhìn ngầu đét. Trang Su cười nhẹ robot biến hình hay gì, nhìn cũng ngầu phết đấy chứ. Nhưng thật đáng tiếc, có lẽ hôm nay tao phải gây hấn với bọn nó thôi. Bếch ho lên tiếng, gây hấn cái con cá, tao thấy mày vẫy đuôi như một con chó trước mặt tích bong đấy nhé. Tao đang trông chờ một trận ra trò thì mày phá hủy mất rồi, cái đồ tay sai rác rưởi của tích bong. Trang Su khịa lại nếu tao là tay sai của tích bong thì nô lệ số 1, số 2, số 3 của tao thì sao? Bọn mày là cái gì đây? Mấy bố định lao vào giao lưu võ nghệ thì tròn mang nghiêm mặt nói. Chơi đùa thế là đủ rồi, kế hoạch hiện tại là gì? Mọi chuyện đã loạn lên hết rồi, không thể dự đoán chuyện gì sẽ xảy ra nữa và một khi không thể dự đoán được chúng ta sẽ không thể chuẩn bị trước trang su trấn an đừng lo đó chính xác là kế hoạch của chúng ta mà xin mi ung xích và cang tích bong hai thằng đó sẽ im hơi lặng tiếng trong tương lai gần thôi giờ bọn nó có quá nhiều điều để cân nhắc trước sau dù cho bọn nó có thể tin tao hay không nếu tin tao thì bọn nó sẽ lợi dụng tao còn nếu không tin thì bọn nó sẽ tìm cách tiêu diệt tao sẽ câu thêm thời gian vì vậy khi mọi chuyện lắng xuống và bọn nó đưa ra quyết định chúng ta có thể chuẩn bị trước John Man lo lắng, tao không biết đây là kế hoạch hay một vụ cá cược nữa, nhưng mà, dù là gì thì tao cũng phản đối. Nếu chúng ta không có ý định chắc chắn đánh bại một trong hai thằng đó, thì chắc chắn mày sẽ thất bại với kế hoạch hai mặt đó thôi. Dù sao thì hiện giờ mọi chuyện đã êm xuôi một chút rồi, vậy nên chúng ta hãy cầu xin tích bong thương xót đi. Chỉ cần đến lúc chúng ta tốt nghiệp thôi, cầu xin đấy. Chúng ta không thể sống cuộc sống cấp 3 một cách bình thường được sao. Nói nhiều thế để tao nói nữa chứ bếch Ho lên tiếng, tao thì sao cũng được, nếu mày muốn thì cứ việc triển đúng là hai thằng hâm máu liều còn nhiều hơn máu não tròn man cay cú lũ đần bọn mày muốn chết cả lũ đấy hả mấy thằng lờ điên khùng ngon thì nhào vô nếu mày muốn thì tao chiều trang su can ngăn cứ xem bọn chúng quyết định như nào trước đã chúng ta thậm chí còn không biết bọn nó định làm gì như chun man vừa nói đó có thể sẽ không có chuyện gì xảy ra thế nên chỉ cần ngồi yên quan sát là được ở trên tầng thượng khi trang su vừa đi thì tích bong lại suy ngẫm thằng nhóc đó nó cũng biết thân biết phận đấy chứ mình hiểu rằng nó là lá bài tẩy nhưng nếu nó đầu quân cho Myung-sik thì mình không thể đảm bảo rằng nó sẽ làm việc vì lợi ích của mình được. Rồi ra lệnh cho Bi Chun, "Mày nói mày có đứa bạn ở trường Tây Sung đúng chứ? Thằng đó có ổn không? Có việc phải nhờ đến mày rồi." Bi Chun hỏi chuyện đó là gì vậy, có thú vị không? Thì được đại ca cho biết sẽ khá là hay ho đó, hãy đảm bảo rằng thằng Trang su không bịp bợm đi, nếu không tao sẽ xé xác nó ra đấy." Quay vào lớp tưởng học bài chăm chỉ lắm ai ngờ Baek Ho đánh một giấc ngon lành, mỗi tội gặp ác mộng xíu nên toát hết mồ hôi. Yang Jion đang nhân cơ hội xóa video thì bị phát hiện Baek Ho cau mày, nghiến răng, bỏ xuống ngay cho tao, tao không có tâm trạng đánh mấy đứa rác rưởi như mày đâu. Chưa kịp dứt câu thì Yang Jion ẩy Baek Ho nhà ta ngã về phía sau rồi cầm điện thoại anh chạy vút đi như một cơn gió. Còn không quên quay lại khịa, nếu mày đuổi theo là tao đập điện thoại mày ngay nên không phải cố đâu. Vừa ra tới cửa thì gặp ngay John Man, tưởng anh em tốt đến trợ giúp mà méo phải. Anh nhắc nhẹ, tại sao mày lại trộm đồ của người ta, tao dạy mày thế à, rồi túm cổ Yang Jion chờ Beck Ho Lao đến hỏi tội. Ngoan quá có người giữ cho mình bem nam chính nhà ta sút một phát thẳng lỗ nhị làm Yang Jion thốn tới rốn, gục mặt xuống sàn. Không đánh nổi chỉ đành dở võ mồm thằng khốn nạn, tao nghĩ tao vừa ẻ ra quần rồi. Thế rồi phải kiếm cho thanh niên cái quần khác, đồng đội với nhau mà chơi ác vãi loàn, đúng toàn là anh em cây khế mà. Đang định chửi Beck Ho thì bị thụt phát vào đít đau điếng không thể làm gì, Yang Jion thề mấy hôm nữa khỏe lại sẽ trả hết cả vốn lẫn lời. Chon Man cười ỉa, nhắc thằng bạn đừng có mà cố đằng nào mày cũng thua thôi, Bích Ho là một con quỷ thực sự đó. Yang Jion cay cú vậy đó là lý do mà nó đi đứng kỳ cục thế kia rồi cả lũ vào lớp tìm gặp Trang Su. Nhưng sắp đến giờ học nên Bích Ho cáo từ về trước, Trang Su dặn khi nào ra chơi thì xuống căng tin tao bao, nam chính nhắc nhẹ tao ăn nhiều lắm đấy, rồi từ từ bước về lớp. Đi được vài bước thì bị Bi Chun giờ đã là người mạnh thứ hai của trường để ý, vừa nhìn thấy mặt nam chính hắn nhận ra ngay. Đây là một tên yếu nhất ở trường cấp 2, và rồi đột nhiên một mình nó hạ gục tất cả lũ bất nạt sao choi Bích ho thằng khốn này tao thích phong cách của mày đấy cuối giờ học ba thanh niên rủ nhau đi chơi game mà trang su bận đi chơi với gái rồi nên không đi được với hai đứa chon man và yang jion thấy bảo con em đấy xinh lắm nên xin anh cho đi ké mà có cái nhịt nhé trang su bảo lúc nào tán được thì cho đi chung còn đây là buổi gặp mặt đầu tiên nên hai bố tém tém lại chút đi đang tán phép thì gặp bích ho nhà ta anh dai đến khoác vai liền rủ anh đi chơi trước sự cay cú của hai thằng bạn thân Chúng gào lên, trang su mày bị thần kinh đấy à? Mày thực sự nghĩ về việc dắt bạn đi cùng trong first date ư? Ừ. Đúng là đéo biết cư xử trang su, mày đúng là đáng thất vọng thật đấy. Làm thế là không được đâu. Thế thì đưa cả bọn tao theo cùng nữa, đau đầu thật đó, thôi thì dẫn cả bọn đi vậy. Em gái này quả đúng không làm anh em ta thất vọng, da trắng mặt xinh, nói chung không có điểm gì để chê luôn. Thấy trang su bảo hẹn hò mà dắt cả lũ đến, em có chút hút định bỏ về thì trang su chấn an bởi vì đây là lần đầu tiên hai ta gặp nhau nên tớ nghĩ sẽ không thể tránh khỏi ngượng ngùng tớ chỉ định dắt theo một đứa thôi nhưng hai thằng lô giờ còn lại cứ nhất quyết bám theo tớ đến tận đây tớ xin lỗi lần sau gặp chỉ có hai chúng ta thôi được không thấy em gái quay đầu cả lũ hốt buổi hẹn đầu thế này là toang rồi định bỏ về thì em gái gọi vào quán ăn vừa ăn chon man vừa chém gió với cô em thật ra thì bọn tớ đã thể sẽ độc thân đến hết đời ít nhất là cho đến khi trang su đã phản bội ngày hôm nay da đẹp lên tiếng sau đó có thể được coi là một lời thầy chứ Tớ chỉ nghĩ rằng sẽ dễ dàng bỏ cuộc hơn vì đây là trường nam sinh mà thôi. Yang Jion đang ế thấy gái cũng thèm rõ rãi bảo Arin sao cũng được. Hai người không thể cứ thế mà ở bên nhau được đâu. Nếu muốn hẹn hò thì ít nhất cậu phải giới thiệu bạn của cậu cho tớ hay gì đi chứ. Em gái vui vẻ đồng ý liền làm hai thằng sướng nhảy cẫng lên cảm ơn Arin rồi giết. Đang sung sướng thì bị rơi vào trầm cảm. Em gái bảo chỉ giới thiệu cho Big Ho thôi. Còn hai cậu nhìn trông mạnh mẽ quá bọn bạn tớ nó sợ trước khiếp ý. Ngược lại thì Big Ho đáng yêu thật đấy cậu ấy cũng rất trầm tĩnh nữa, tớ nghĩ các bạn của tớ sẽ có thiện cảm với cậu đó. hai thanh niên cay cú, không cam tâm liên tục bơm đều bích ho, mắt cậu chắc chắn là có vấn đề rồi. với lại sao có thể dùng từ đáng yêu để miêu tả tên khốn này chứ? cậu thấy một con chó điên như nó trầm tĩnh à? thế rồi ăn uống no say mấy đứa rủ nhau đi hát treo man, nghẹn ngào hát trong nước mắt, hỡi tất cả những thằng lô giờ xấu xí, tao thấy tao là đứa đáng yêu nhất. trang su thì ngồi cạnh gái sinh tâm sự rất ư là tình tứ, để lại bích ho ngồi bơ vơ một góc thấy nam chính trầm quá arin bảo anh đứng lên cô chỉ cho vài đường mốt còn đi tán gái nam chính thấy gái xinh mời hớn hở đồng ý liền trang su vỗ vai nay tao bao mà mày trầm thế bách ho sốt ruột nói chúng ta thành thơi như thế này liệu có ổn không vậy chắc chắn rồi tech bong sẽ hành động sớm thôi nhưng bây giờ thì vẫn ổn nhưng tao thấy có chút khó chịu đang tâm sự hay thì thấy arin nhập hội với hai ông tướng kia Máy mông các kiểu làm hai bố không ngậm được mồm mà phá lên cười trong sung sướng thôi không biết hát thì đành cổ vũ vậy lâu lắm rồi Big Ho mới có cảm giác bình yên như thế. Chúng ta thậm chí còn không biết chuyện gì sắp xảy ra. Và còn đang tận hưởng sự yên bình này, đó là lý do tại sao mình lại càng cảm thấy lo lắng hơn. Thế rồi buổi tiệc nào cũng đến lúc tàn, sáng hôm sau Big Ho còn đang phê pha thì Trang Su cùng hai thằng bạn bước vào rủ đi ăn sáng. Thấy bộ mặt phê pha của Big Ho treo man gái đều, tao nghiêm túc đấy, chắc mắt nhìn người của Arin có vấn đề gì rồi. Thăng lờ này nhìn gớm bỏ mợ, sao cô ấy có thể thấy thằng này đáng yêu được nhỉ? Nhìn cái mặt muốn ói đang ngủ mà vào phá đám người ta ghét vãi lở thấy anh đứng lên trang su dục nhanh lên sắp vào lớp rồi không có nhiều thời gian đâu rồi mấy bố vừa xuống căng tin vừa trêu nhau cười nói rất vui vẻ làm đám học sinh cùng lớp cũng ngạc nhiên vì lần đầu thấy bích ho vui vẻ như thế tan học cả đám cùng nhau ra về vì cùng phố nên bích ho cùng yang jion đi với nhau còn trang su thì đi hướng khác lần đầu đi chung với nhau hai cái đầu lạnh cùng nhau hóa giải hiềm khích trước đây thế rồi khoác vai nhau cười nói rất vui vẻ trái ngược với niềm vui bên đây thì ở phía chon man có vẻ căng thẳng hơn nhiều vì phía sau anh là bi chun bám theo từ chiều nhận ra thằng mặt lờ theo đuôi là một thằng máu mặt năm ba chon man cũng hốt iu bi chun thằng đó là học sinh mới chuyển đến và mới đây đã trở thành hạng hai của trường sau khi đánh bại jin tại sao nó lại tới tìm mình cơ chứ đang suy nghĩ thì bi chun lên tiếng mày là cánh tay phải của do trang su nhỉ á à đủ bạn bè thôi đàn em con cá chon man sợ hãi ấp úng nếu anh thực sự muốn biết thì trang su mới là cánh tay phải của em nhưng anh đến đây làm gì chẳng phải Trang Su và các tiền bối đã nói rõ với nhau rồi sao? Chả nhẽ Trang Su lại làm bậy nữa à? Nếu thế thì cứ nói cho em biết, em sẽ nói chuyện với nó. Thấy anh nói nhiều quá, Bi Chun lao đến đấm thẳng mặt chon Man làm thằng bé sợ sun cả vòi. Nhưng sợ không có nghĩa là không bị ăn đòn. Bi Chun đấm vỡ kính anh rồi thêm cả liên hoàn đấm khiến Chon Man không kịp chống đỡ. Cây cú nghiến răng canh kết tại sao anh lại đột nhiên ra tay như thế hả? Nếu có chuyện gì thì cứ nói thẳng với nhau là được mà. Bi Chun cười đáp nếu muốn nói chuyện thì tao đã gọi điện rồi. Mày nghĩ tao đích thân đến đây để làm cái gì vậy, hả thằng ngu này? Tao đến đây để dằn mặt mày đấy thằng danh con, nên đừng có mà riêng gì nữa và tiếp tục đi. Sau khi xong việc với mày, tao còn phải tẩn cả hai thằng Bách Ho và Yang Gio nữa. Chon Man cay cú nghĩ thầm, chuyện này không ổn chút nào, Bách Ho là người kìm hãm Trang Su lại. Nhưng giờ nó lại bị Trang Su kéo vào và giờ chẳng khác gì một con chó điên, mình cứ nghĩ đã câu được một chút thời gian từ sự việc vừa rồi. Nhưng cuối cùng lại phản tác dụng, như thể số phận đang chơi đùa mình vậy. Bi Chun nói rằng sau mình sẽ đến lượt Baek Ho và Yang Jion. Kang Tech Bong muốn bẻ gãy tay chân của Trang Su để chơi đùa cậu ấy đây mà. Đệt, mình chỉ có một mục tiêu mà thôi, phải câu giờ để gọi cho Trang Su. Rồi giả vờ ôm bụng kêu la trong đau đớn, rồi bảo với Bi Chun nếu muốn thì cứ đánh thoải mái đi anh trai, em còn chịu được. Anh cũng tính bài chuồn rồi, nhưng thằng lờ này nhanh vãi nhái. Hay mình cứ lôi điện thoại ra và gọi cho Trang Su nhỉ? Không, nếu Bi Chun lấy điện thoại của mình thì sẽ nguy hiểm hơn nữa vừa đánh bi chun vừa khích tướng tao không biết mày đang có âm mưu gì nhưng mày cứ tiếp tục như thế đi đằng nào mày cũng sắp trở thành cái xác rồi mà tích bong sẽ thay thế tất cả bọn lớp 11 thành những đứa nó thấy vừa mắt bọn mày không định làm ra chuyện này mà không biết tích bong là thứ quái vật gì đúng chứ mày có ăn đòn vài cái thì cũng không giải quyết được chuyện gì đâu cánh cửa địa ngục sắp mở ra rồi sao mày không chuyển trường khi có thể đi nhỉ bị khích tướng tròn man cây cú vừa lao vào tấn công vừa chửi sao chúng mày không thể để bọn tao yên được hả khốn kiếp Mặc dù Chon Man rất mạnh có thể đánh Bích Ho một cách dễ dàng, nhưng Bichun là một cái gì đó quá khác biệt. Hắn không những nhanh mà còn rất mạnh, chỉ cần đá một phát cũng khiến cu cậu nằm sàn mặt úp xuống đất liền. Thấy thằng bé yếu đuối quá Bichun lại khịa, may có thật là cánh tay phải của Trang Su không đấy. Mày đang làm cái gì thế hả? Đứng dậy ngay cho tao. Chẳng phải mày vừa mới bắt đầu ư? Thôi nào, đừng có đùa tao chứ. Chon Man cay cú đánh thì đánh mẹ mày đi, khịa khịa cái con cá. Rồi bước lên túm áo Bichun, nhưng chẳng làm được gì ngay lập tức ăn thêm một phát đấm hộc cả máu mồm mặc dù bị ăn liên hoàn đấm nhưng tay anh cũng không buông bỏ áo của bi tuy vậy sức người có hạn chon man dần dần yếu đi rồi ngã xuống đất người đầy dễ thương tích cảm thấy như thế vẫn chưa đủ bi chun vớ lấy thanh thép ở góc tường rồi bước tới chon man nhắc nhẹ tao không thích bị người khác nắm lấy đâu có một lần tao bị một thằng tóm lấy như mày vừa làm và tao đã bị nó đánh tơi tả từ đó tao luôn đảm bảo rằng không ai có thể thoát sau khi làm vậy với tao vậy nên hôm nay tao sẽ dạy cho mày một bài học thế rồi tẩn tròn man một trận ra bã méo cả thanh sắt là biết rồi giải quyết xong một thằng bi chun gọi thêm người đi tìm bếch ho giải quyết nốt rồi gọi điện cho tích bong thông báo tình hình tao đã xử xong một thằng rồi tao cũng cử vài đứa đến để xử nốt hai thằng kia và tao cũng đang trên đường đến đó đây với lại cái thằng l bốn mắt đó nó chả đánh lại phất nào chán chết đi được à mà tao phải đến đó trước khi xong việc đây nói chuyện sau nhé tích bong đắc ý thằng khốn đó nó đúng là một đứa thần kinh mà điểm mấu chốt của trận chiến này là tốc độ khi chiến đấu với kẻ thù thì đầu tiên cần phải chèn ép đối thủ dễ sơ nhất và chuẩn bị đối đầu với những tên tiếp theo bây giờ mình không còn nghi ngờ gì nữa do trang su đã kiểm soát cả khối 10 và khối 11 rồi điều đó có nghĩa là nó không có ý định chờ đến khi mình tốt nghiệp kế hoạch của thằng lờ đó là hoàn toàn tiêu diệt mình do trang su thằng đó quả thực rất thông minh nên ắt hẳn nó phải có kế hoạch bí mật gì đó mình đã quá tập trung vào điều đó mà đã bỏ qua một điều rất đơn giản. Trang Su đang cố gắng loại bỏ mình trước khi bọn lớp 10 và 11 có cơ hội chống trả. Mình phải loại bỏ tay chân của nó trước. Một khi mọi chuyện trong trường được xử lý êm xuôi, mình sẽ thỏa thuận với Shin ung xích hoặc đấu với nó hay bất kỳ ai xông vào. Cuối cùng thì cũng xong việc ở quán tạp hóa, Trang Su lo lắng vì gọi cho thằng bạn không được, nghĩ thầm bọn này đi chơi lẻ không rủ mình rồi cay thế nhở. Đang cay cú thì Arin đi tới, ôi ngon quá mình đi chơi với gái ngon hơn he he, rồi hai đứa ra quán nước ngồi nói chuyện. Trang Su hớn hở vì cô em đã chuẩn bị cho mình quá trời là đồ ăn, cảm ơn em yêu dối rít. Định rủ mấy đứa đến ăn cùng thì em gái giận cúi gằm mặt xuống đất. Trang Su vội giải thích, không phải là tớ không muốn ở riêng với cậu đâu. Ý tớ là có nhiều đồ ăn quá, và nếu tớ không ăn hết thì tiếc lắm. Cậu sao vậy? Nếu cậu cứ buồn thế này thì tớ ái náy lắm. Em gái cười đáp, cậu có thể gọi các cậu ấy, đó là điều tớ muốn, nhưng bảo anh hãy để lần sau đi. Rồi Arim nhớ về buổi gặp mặt đầu tiên của hai người và lý do em gái cảm nắng trước anh. Một lần tình cờ đi ngang qua quán tạp hóa cô đã thích anh lắm luôn, còn được con bạn cho biết đầy đủ thông tin nữa chứ. Đó là do Trang Su, thủ lĩnh khối 11 của trường Shin Hyung. Khi mới lên lớp 10, cậu ta đã trở thành thủ lĩnh chỉ sau một tuần, rồi cậu ta đến gặp tiền bối lớp 12 và yêu cầu bọn họ giảm số tiền cống nạp xuống 25%, cậu ta đi làm thêm để trả số tiền đó thay vì cướp của mấy đứa khác. Cậu ta là good boy có tiếng đấy, với lại cậu ấy cũng rất cao và điển trai nên có nhiều gái theo lắm. Tớ cũng khá thích cậu ta, nhưng vì là cậu nên tớ nhường cho đấy hi hi. Hóa ra cậu thực sự là một tên ngốc đáng yêu. Cậu đưa bạn đi cùng trong buổi hẹn hò đầu tiên. Và các bạn của cậu cứ đi theo như thể chuyện đó ổn lắm vậy. Nhưng cuối cùng mọi thứ lại tốt hơn tớ nghĩ. Tớ đã cảm thấy rất vui. Bách ho thậm chí còn không thể nhìn thẳng vào mắt tớ, chắc chắn là vì cậu ấy ngại rồi. Vậy nên cậu đã cố gắng bắt chuyện với cậu ấy. Điều đó làm tớ nhận ra rằng mặc dù cậu có thể là một tên ngốc đáng yêu và cậu không cô đổ chút nào. Trang Su ấp úng cảm ơn nhưng Arin thủ thỉ, cảm ơn để sau đi, tớ đã gửi gắm chút tâm tư của mình trong đó và cậu có thể trở thành bạn trai của tớ cho đến khi tớ lên đại học. Ngoài chuyện đó ra tớ không thể đảm bảo được điều gì đâu. Ngoan quá có gái sinh tán tỉnh Trang Su nhân cơ hội hôn Arin, phát cơm chó cho anh em mình liền, cay thế chứ lị. Mải mê mà quên bạn bè, anh đã không biết rằng đồng đội đang gặp nguy hiểm. Ở bên này hai ông tướng vừa chơi game ra về không quên khịa nhau, nhưng đã coi nhau là đồng đội nên rất may là không có trận chiến nào nổ ra. Yang Jion gì cổ nam chính nhà ta xuống rồi đùa, mày muốn chết thật đấy à, gọi tao bằng một cái tên là một chuyện. Đằng này mày lại gọi cả một đống tên cùng một lần thể hả, à? mày muốn tao đánh cho như tử rồi quay video lại à. Đang đùa vui thì Big Ho sút một phát trúng con chim non của cậu ta làm thanh niên thốn tới rốn, đang vui vẻ thì Han Chun Su dẫn một đám học sinh trường Tae Sung đến kiếm chuyện. Hắn nhắc nhẹ tao nhớ mày lắm đấy Li Yangjion, thăng mặt lờ. Yangjion bảo Bích Ho cứ về trước nhưng anh không nghe, quát lớn giờ chúng ta cùng phe mà, mày muốn ăn đòn thì lúc khác tao tẩn mày sau, rồi vứt cặp xuống đất sẵn sàng bem nhau. Thế rồi chạy không chạy chúng nó đông vãi lờ mà hai bố vẫn ở lại nghênh chiến, mới đầu chỉ là mấy thằng con con nên hai anh giai nhà ta còn chống đỡ được một chút. Nhưng lúc sau thì khá là khoai chun su ra lệnh cho hơn 10 thằng lao vào tấn công hai anh giai nhà ta. Thấy địch đông quá, sáng nay mới học 36 kế, Bích Ho co giò chạy thật nhanh, vừa chạy anh vừa bảo thằng bạn. Bọn mình có phải trang xu đéo đâu, bọn nó hơn 10 thằng lận. Tao với mày có cái lờ mà thắng được, câm mùng và chạy ngay đi. Đang muốn đánh mà bắt chạy, chán vãi lờ Yang Zion cay cú nói ít nhất thì cũng phải báo trước cho tạo chứ. Mày vừa coi tao là mùi như đấy hả, không phải mày vừa nói là mày có kinh nghiệm trong vụ này à. Rồi sao, kế hoạch vĩ đại của mày là cắm đầu chạy thục mạng thế hả? Nếu đó vốn là kế hoạch của mày thì ngay từ đầu phải chạy luôn mới phải. Mày làm tao mất hy vọng lắm đấy thằng khốn này. Đúng là non và xanh mà, thấy có mấy thằng loi nhoi lên trước bếch ho lạnh lùng quay lại đấm vỡ mặt một thằng. Thấy kế hoạch có vẻ hay ho y tấm tắc khen. Bếch ho, mày đúng là đứa chơi bẩn, rẻ rúng và côn đồ hèn hạ nhất trên đời đấy. Đang sướng thì cục cứt to trà bá xuất hiện trước mặt. Bichun đã chặn hậu từ trước nhắc nhẹ vậy là chúng mày đang lợi dụng tốc độ khi chạy để hạ gục từng đứa bằng những cú counter punch. Không tệ, choi bếch ho, rồi nhanh như chớp một đấm hạ đo ván yang trước con mắt sợ hãi của Baek ho không biết đối thủ là ai thanh niên nhắc nhẹ bố mày là tiền bối ở trường mà mày không biết à thằng danh con này Baek ho hốt đái ra quần sau một tiền bối lại liên thủ với bọn trường tây sung để đánh mình chắc nó bị điên con mợ nó rồi thế rồi đàn em của chun su cũng đuổi tới nơi sút yang một phát đau điếng đang tính chạy lại giúp thằng bạn thì bị bi chun nắm áo đấm cho vêu mồm ở bên này trang su đang tán gái hay thì cô em có điện thoại đi ra ngoài mở máy mình lên thì giờ mới nhận được tin nhắn của John Man, Beck Ho đang gặp nguy hiểm. Ngay lập tức anh đi liền bỏ lại cô em một mình. Ở bên này hai anh giai nhà ta đang bị ăn đòn thừa sống thiếu chất. Thấy Beck Ho khinh mình bi chun nhắc nhẹ mày đang làm gì thế, quên bọn nó đi và tập trung vào tao này. Nam chính nhà ta cây cú đấm thật mạnh vào thằng biến thái niềng răng, tuy cũng rất nhanh và mạnh nhưng hắn đã né một cách quá dễ dàng, hơn thế nữa còn bồi cho anh một phát vào bụng đầy đau đớn. Bi chun cà khịa cái đéo gì thế, sau khi nghe những chuyện xảy ra với mày từ hồi cấp 2, tao cứ tưởng mày sẽ là gu của tao chứ. Mày có thể vung nắm đấm, nhưng chỉ có thế mà thôi. Cây cú bếch ho lao vào túng cổ hắn ta, cây cú vì bị nắm áo nãy giờ, bi chun xoay người đá vòng cung làm chiếc áo nát tương. Bột một phát giữa mặt làm bếch ho nằm úp mặt xuống đất, chưa kịp định hình thì bị đá liên tiếp vào mặt. Chắc vì thực lực quá chênh lệch nên nam chính nhà ta chỉ có thể ôm mặt chống đỡ. Yang Jion thấy thằng bạn bị ăn giã rất lo lắng nhưng không thể làm gì, vì trước mặt anh đang có hơn chục thằng vây rát. Thấy Yang -jian mất tập trung chun su nhân cơ hội đánh lén, một gậy giữa mặt anh ra nhà ta. Thế là hai thanh niên kiệt sức úp mặt xuống đường. Tần được một lúc thấy cả hai thừa sống thiêu chết rồi bọn chúng thu quân chuẩn bị ra về, thì bếch ho mặt hàm hàm sắc khí, mắt trắng dã như muốn ăn tươi tất cả bọn cắn trộm. Chun su liều mạng từ từ bước đến cà khịa, tay sai của trang su mày nên nằm xuống mới đúng. Sao cứ phải đứng dậy làm gì, mày lại muốn ăn đòn nữa à? Có đúng không? Và mắt mày bị gì thế hả? mày đang nhìn cái đéo gì thế, tao ở đây này, thằng này hết cứu mẹ rồi. Mày sợ đến nỗi còn không dám nhìn thẳng vào mắt tạo cơ mà, cơ sao mày phải lì lợm thế làm gì. Lấy tay chỉ trỏ lung tung thì ngay lập tức bị bích ho túm lấy bẻ gãy ngay lập tức. Nhân lúc nó đang gào la đau đớn, anh lạnh lùng vớ lấy hòn gạch bên đường vã bốp phát vào đầu chun su một phát thật mạnh. Thấy đồng đội lâm nguy đàn em của chúng lao vào nhưng một thằng ngay lập tức bị đấm cho một phát veo mỏ ngã về phía sau. Bọn chúng run rẩy lùi lại, chỉ có bi chun là méo sợ mà buông lời cà khịa tầm nhìn của mày mờ đi nhưng phản xạ lại được nâng lên mức tối đa nhỉ mày không còn cảm thấy đau đớn nữa vậy nên mày có thể thoải mái vung nắm đấm về phía đối thủ mà chẳng cần mày may suy nghĩ bàn tay mày có thể bị gãy nát hay không trạng thái phẫn nộ cực hạn tao biết mà chính là mày bích hò đa số mọi người chỉ có thể duy trì trạng thái này trong một thời gian ngắn mày đã ở trong trạng thái này lâu đến vậy là rất đặc biệt đấy tao đã từng gặp hai đứa giống mày kỳ lạ làm sao Mấy thằng như mày chết sớm lắm danh con à. Thật đáng tiếc vì bọn như mày là đối thủ tuyệt vời trong một trận chiến. Thế rồi hai bố lao vào nhau như hai con bò mộng. Mặc dù ở trong sự chuyển hóa này Bách Ho rất nhanh và mạnh, nhưng méo hiểu sao vẫn không chạm được vào người của Bichun. Anh tung liên tiếp hàng chục cú đấm về đối thủ nhưng bị hắn ta né một cách quá dễ dàng, hơn thế còn bị ăn một đạp rất mạnh làm anh gục xuống đất. Cắn được một phát Bichun lại cà khịa, mày có biết tại sao tao luôn tìm kiếm mấy thằng như mày không? Cho dù tao đánh bao nhiêu đi chăng nữa, bọn nó vẫn cắm đầu xông đến, để ăn đòn, rồi nó cứ nhằm đầu bách kho mà đạp. Anh không màng sống chất cứ dậy một cái là lại xông lên, mặc dù chả đánh được người ta cái nào nhưng cũng không biết sợ hãi mà dừng lại. Y như một cái bao cát di động vậy, thế méo nào nam chính nhà ta gì được bi chun xuống đất rồi tặng thằng danh liên hoàn đấm. Nhưng bi chun không hề tỏ ra sợ hãi mà tay ôm đầu còn miệng thì nở một nụ cười đầy nham hiểm. Ở bên ngoài chun su đắc ý kể cho đồng bọn nghe về bi chun, anh ta là huyền thoại boxing ở trường cấp 2, không may là anh ấy bị cấm thi đấu do hành hung trọng tài. Dù sao thì sau khi lên cấp 3, anh ấy đã chuyển trường 5 lần, đánh nhau vô số trận, anh ấy cũng từng bị ăn hành vài lần, nhưng hơn thế, khi đánh solo thì anh ấy chưa từng thua ai bao giờ. Ăn đòn một lúc cũng chán bi chun đấm cho Bách Ho một phát tím mắt bay về phía sau. Chun Su đắc ý chỉ trỏ như đúng rồi và bảo với đám đàn em, tao đã bảo rồi mà thấy chưa. Huyền thoại đang ra tay đấy, anh ấy đã né hết đòn và giờ đang tẩn thằng Bách Ho ra bã, tạo đầu có ngưỡng mộ anh ấy mà không có lý do, bọn mày biết mà, lũ ngu ngốc đàn em thắc mắc lý do hai người quen biết thì được hắn kể cho nghe chắc là tầm một năm trước trời đột nhiên đổ mưa tao không có ô tao đã khổ sở quốc bộ dưới cơn mưa chết tiệt đó tao đang đắm chìm trong cảm xúc của một ngày mưa khi đang đi bộ về nhà và rồi tao thấy anh bi chun đi về phía tao với chiếc ô trên tay nó như thể một cảnh phim vậy tao thì đang cần một chiếc ô còn anh ta thì có nó trên tay vậy nên tao đã hỏi một cách rất tử tế ê thẳng lờ đưa cái ô đấy cho tao xem nào nếu mày có tiền thì tao rất vui nếu mày đưa nốt cho tao luôn đấy hoặc sao cũng được, rồi bị tẩn cho một trận như tử dù sao đi nữa, đó là cách bọn tao gặp nhau. Sau đó bọn tao bắt đầu đi tập ở cùng một phòng gym và trở nên thân thiết hơn từ đó. Bọn tao không máu mủ ruột già gì nhưng cũng thân như anh em đấy. Quay lại với trận chiến ác liệt Bách liên tiếp bị bón cho no hành, hết bị dí xuống đường rồi lại đập đầu vào tường, nói chung là thảm hại hết chỗ nói luôn. Yang Jion tỉnh dậy định lao vào thì một cái bóng áo đen xuất hiện bảo cậu ta cứ nghỉ ngơi đi, phần việc còn lại cứ để mình lo đó chính là trang su đã có mặt để giúp đỡ anh em trong cơn hoạn nạn này thế rồi anh ta lạnh lùng bước tới mượn một thằng để cái gậy chưa kịp hiểu thằng lờ này ở đâu ra thì ăn ngay một phát cực mạnh nằm đo ván luôn thế rồi như một con thú hoang mới sổng chuồng trang su lao vào đập bọn danh con thừa sống thiếu chớt đối diện với sức mạnh kinh hồn và sự tức giận này bọn chúng thoáng chốc đã nằm đo ván hết như nằm rồi thì làm gì có chuyện thoát anh lại nhấc lên đánh tiếp sau khi giải quyết xong lũ lâu la trang su đối mặt với chun su tay cầm đầu của bọn chúng đối diện với một con quái vật chun su run sợ méo hiểu sao nó lại ở đây nhưng vẫn ra vẻ vì vẫn còn bi chun rất mạnh đằng kia giơ tay lên chỉ trỏ thì ngay lập tức bị bẻ cái giặc xử lý xong thằng cầm đầu anh từ từ bước lại bếch ho và bi chun sợ ảnh hưởng đến tính mạng anh yêu cầu thằng bạn tắt chuyển đổi ngay lập tức rồi bảo nó đứng sang một bên từ giờ tao sẽ lo thằng này bi chun cà khịa tao đến để cắt đi tay chân của mày để mai có thể dễ dàng xử lý mà chắc không cần phải mai nữa mà trong đêm nay sẽ gọn gàng luôn một thể rồi bọn tao thậm chí còn biết ai sắp thay thế mày rồi cơ. Mọi chuyện diễn biến nhanh quá nhỉ, ngày mai bọn tao định cho mày ăn đòn như tử trên sân thượng, người sẽ thay thế mày sẽ vung nắm đấm cuối cùng và đời mày thế là xong. Ồ, chắc mày không định ngậm cay nuốt đắng, rồi mách lẻo với miung Ung Xích đâu nhỉ, dù sao thì ngày mai cũng là một ngày trọng đại, thế nên hôm nay đánh nhau xã giao tình cảm thôi nhé. Rồi thầm nghĩ mặc dù nó chỉ mới lớp 11, nhưng đã mạnh đến mức có thể đánh bại đám kia trong một lần rồi. Chuyện này sẽ vui lắm đây, nhìn thằng ngu đó đi, nó vừa mới cười đều đấy à thế rồi cây cú lao vào tấn công trang su nhà ta với vẻ mặt đắc ý có chuyện gì mà mày vui thế hả thẳng lờ để xem sau khi tao bón hành cho thì mày còn cười được nữa không nhé tưởng mình đã nhanh vãi loàn rồi nhưng không ngờ trang su còn kinh khủng hơn rất nhiều né chiêu cái nhẹ không những thế còn bồi cho hắn một phát thẳng mặt đầy đau đớn sẵn con hàng trong tay trang su vung gậy đánh gãy chân của bi chun hai thằng bạn chứng kiến khá ngạc nhiên vì câu ta xử lý thẳng lờ đó dễ như ăn bánh vậy đúng là tên quái vật bây giờ đến lượt trang su gáy thẳng mặt lờ này đừng có mà rên gì nữa đi. Tao có thể tha thứ rất nhiều chuyện, nhưng tao không thể nhắm mắt làm ngơ khi có thằng động đến người của tao. Chạy về mà bảo thằng tích bong rằng nó tới số rồi. Xong xuôi mấy bố rất nhau vào bệnh viện chữa trị, ăn đòn thừa sống thiếu chất mà mấy bố vẫn đùa được đúng là tuổi trẻ liều cao mà. Hai bố cãi nhau òm tỏi quay sang thấy Bích Ho ngồi im tưởng nó bốc mộ luôn rồi thì bỏ mợ. Anh xin lỗi vì đã gây ra toàn bộ mọi việc, nếu hôm đó không động vào ba thằng đấy mà cứ lẳng lặng ra về thì đã không có gì xảy ra rồi. Yang Jion bảo nói ít thôi, Han Chun Su đến đó để gặp tao. Mặc dù mày chả có vấn đề gì với thằng đó cả, mày vẫn đứng đó và chiến đấu bên cạnh tao. Mày có biết tao đã cảm động đến thế nào không? Mày đang xin lỗi cái đéo gì vậy hả? Tao mới là đứa phải xin lỗi đây này. John Man cũng không chịu yên thân nói xía vào, có khi đầu mày phải mang đi kiểm tra lại quá, còn mày nữa tự dưng đem chuyện cũ ra làm gì. Mày đúng là một đứa như thế thật, đúng là một thằng ngu mày nghĩ mày là nhân vật chính của những vở kịch vĩ đại và thế giới chỉ xoay quanh mình mày hay gì à? Thế rồi mấy bố lại nhảy vào đánh nhau đúng là cạn lời mà. Trang su chán lắm mà vẫn phải nói, bọn mày không thể hòa thuận một lần được à? Mấy đứa lâu giờ bị đá đít nên tụ hợp lại với nhau đấy à? Bọn mày biết không? Rồi khịa ba thằng cùng vào một lúc anh chấp hết, đúng là đội trưởng gánh xiếc mà. Đang tấu hài giờ thì chợt nhận ra em gái mình bỏ quên ở quán lúc nãy, em không có tiền trả phải ở lại rửa bát thì bỏ mợ nên cáo biệt mấy thằng đệ rồi nhanh chóng ra về hẹn chúng mai gặp ở trường. Tưởng sẽ đến tìm em gái xin lỗi nhưng không, anh đến gặp Miung Sik để nói chuyện. Anh chọc nhìn thấy thằng em rất vui, tưởng nó đến nhận mình làm đại ca thì không phải. Anh tới đây để kiếm chuyện, muốn solo với anh trai một chút. U sang liều mạng bước lên nhắc nhẹ muốn động vào đại ca thì bước qua xác tao trước. Đang sắn tay áo để vào việc thì hai con báo thủ bước đến, thì ra máy anh đã bị cài áp theo dõi GPS nên chúng đã lần theo và tìm được anh ở đây. Đối thủ cũ gặp nhau không động thủ mà toàn động khẩu, khịa nhau một thôi một hồi không bên nào chịu thua. Thấy ở đây không thích hợp giao lưu võ thuật lắm Trang Su rủ mấy bố qua chỗ khác cho vui. Anh chọc không một chút sợ hãi đi theo liền. U sang theo sau thì thầm với anh béo, những gì do Trang Su đang làm không phải là rất kỳ lạ sao, mọi chuyện kết thúc có lợi cho bọn nó, vậy tại sao bọn nó lại tới đây gây sự nữa vậy? Anh béo giải thích, chẳng phải chuyện đó rất rõ ràng sao, cứ nhìn tình trạng của mấy thằng tay sai của nó thì biết. Rõ ràng là tích bong đã bón hành cho bọn nó rồi, Trang Su tới đây, với hy vọng lợi dụng tao để trả thù tích bong. Từ cái lúc bọn lờ đó xông vào trường Tê Sung, mục tiêu của nó đã là tích bong rồi. Chà, có lẽ chúng ta sẽ biết sớm thôi, để xem nó đến đây làm gì, mày không bao giờ biết được đâu, Trang Su sẽ cho tao một lời giải thích hợp lý, để hạ gục tích bong. Trang Su nhắc nhẹ thằng bạn từ giờ đừng có bật chuyển đổi tùy tiện nữa, cái lũ mà chúng ta sắp đối đầu, bọn nó sẽ không nương tay với mày như tao đâu. Cái lúc chúng ta xông vào trường Tê Sung, và chỉ vừa mới nãy thôi, khi mày đánh với Bi Chun, nếu tao đến muộn thì mày đã trở thành con ma đơn rồi. Vậy nên từ giờ trở đi, bất kể có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, mày bị cấm chuyển đổi nếu không có sự cho phép của tao. Sáng hôm sau ở trường Sinh Hung Song DAESLB một bại tướng của Trang Su đang đứng trước bục giảng thị uy, với mấy thằng cùng lớp sẽ cầm đầu khối 11, vì có tích bong đứng ra bảo kê nên hắn rất hớn hở. Hắn nhắc nhẹ hôm qua, bọn ngu đó chắc chắn đã bị đánh như tử rồi. Thật ra thì, đúng vậy Yang -jian và Baek -ho đều đeo băng gạc trên đầu, năm ngoái sau khi Trang Su đánh bại tạo trong một đòn. Tao cứ tưởng mọi thứ đã kết thúc, và ngay cả khi tao chưa bao giờ đánh với Choi Baek nó từng học cùng lớp với tao. Nó vẫn được xếp hạng cao hơn tạo bởi vì nó cứ đi gây sự với Trang Su như thằng điên vậy. Cứ thế, năm ngoái, tao đã bị đối xử như một thằng ngu chả có gì để khoe khoang ngoài chiều cao. Nhưng tao đã được ban cho một cơ hội khác. Cuối cùng thì tao đã có thể giành lại vị trí của mình và trả thù những kẻ đã làm nhục tao, không từ giờ trở đi tao chỉ nhìn về phía trước thôi. Tin tao đi. Tao sẽ làm được, giờ thì tao sẽ ban cho chúng mày cơ hội để được đứng bên cạnh một huyền thoại như tao trong sự khởi đầu huy hoàng này. Đang hót giờ thì Bích Ho lạnh lùng bước vào tặng đết sắp một phát đau đớn giữa mặt. Chung gì mà một đấm đã nằm sàn thế này, chán quá đi thôi. Mấy thằng cùng lớp cũng hãi không dám ho he nửa câu. Ở trên sân thượng, tích bong vẫn chưa biết chuyện tối qua nên vẫn hí hưởng lắm. Sau khi một thằng kể cho nghe thì thanh niên bắt đầu hốt. Chưa kịp định hình thì Trang Su đạp cửa đi vào, anh vào xào huyệt kẻ thù mà như thể đi vào chỗ không người. Đừng trước mặt tích bong anh quát đờ mờ nhà mày thích gọi người chơi bố mày tối qua không đánh chết con mợ mày giờ nếu mày muốn tao nhường lại vị trí thủ lĩnh khối 11 thì mày nên nói trực tiếp với tao chứ mày muốn cái đéo gì đây khi cử thằng rác rưởi Yubi chun đến thế hả tích bong cây cú lao vào tấn công trang su nhà ta nhưng bị đỡ cái nhẹ trang su gái đều ngay từ đầu mày nên làm vậy mới phải tại sao mày lại tấn công bạn của tao mày đúng là cái đồ nhát gan điên tiết hết cả người hắn ra lệnh cho đàn em tấn công trang su nhưng thực sự quá ao trình mang tiếng đầu gấu năm ba gì mà yếu đuối để một thằng năm hai đập cho như tử thằng nào lao vào là sấp mặt thằng đó dong chin su nhân lúc trang su bận đánh bọn tôm tép lao vào cắn trộm được một cái khiến thằng bé ngã lui về sau bọn đàn em thì đắc ý thế mới là anh hai của trường chứ hôm đó thằng lờ bi chun chỉ ăn may thôi nên nó bị thằng trang su đánh nhập viện là cái chắc rồi đang thất thế thì hai thằng đệ cứng bước tới sát cánh cùng trang su làm anh rất vui nhưng trợ giúp chưa thấy đâu mà phải khịa tí mới vui được Yang Jion bảo anh thể thốt trả thù cho bọn tao rồi bị đánh tơi bởi thế này. Sao mày muốn vào viện bầu bạn với Chun Man đấy à? Đang khịa hay thì tích bong có điện thoại, Trang Su nói với hai thằng nhóc. Nó đã nhận được một cuộc gọi rồi đấy. Ta thực sự rất muốn đấm vào cái bản mặt nó trước khi kết thúc mọi chuyện. Đáng tiếc thật đấy được rồi, đó là tín hiệu của chúng ta đấy. Tay sai số 2 và số 3, đi thôi nào. Thế rồi mấy đứa phủi đít đi về trước sự cay cú của Jong Chin Su, hắn quát lớn bọn mày đi đâu đấy, bọn mày điên hết rồi à? bọn mày nghĩ có thể rồi bình an vô sự rời khỏi đây sau khi làm loạn lên như thế à mày thực sự nghĩ chúng mày sẽ thoát được sao do trang su hẳn lờ này mày vừa cười đấy à đang chửi sung thì tích bong bước đến chửi thằng béo mày chỉ được cái to mồm sao không chạy đến túng cổ chúng nó lại Sủa in tai nhức hết cả đầu do trang su thằng khốn đó nó mạnh một cách điên rồ nó có tốc độ sự chính xác và mạnh áp đảo so với những người cùng hạng cân nó mạnh đến nỗi có thể đánh bại bi chun không chỉ thế bình thường nó rất lạnh lùng mạo hiểm thế này thật không giống nó chút nào. Nó đã một mình xông vào đối đầu với hơn 30 tiền bối. Nó đã mất lý trí sau khi bạn của nó bị đánh sao. Trong lúc căng thẳng thì có điện thoại từ Myung Sik thông báo, tối qua thẳng đó đã tấn công tao. Các đàn anh đang rất tức giận và muốn gặp nó, vậy nên tôi nay bảo lũ tay sai của mày mang nó đến cho tao. Tao sẽ cho nó nhiều đòn, vậy nên tốt hơn là mày nên đem một do so trang su lành lặn đến cho tao đây, thằng lở. Tích bong đang cay cú nhưng vẫn phải miễn cưỡng nhận lời. Trong lớp, mấy thanh niên hóng hớt đang thi nhau bàn tán. Song Đê sắp ở lớp 11A3, rõ ràng nó đã bị Choi bếch Ho tẩn cho trong bữa trưa rồi mà. Nó cứ liên tục làm nhảm về việc sẽ trở thành thủ lĩnh năm 2. Nhưng nó lại bị Baek Ho đánh cho, thậm chí còn chẳng phải do Trang Su, khi chuyện đó xảy ra Trang Su đã một mình đánh lại 30 tiền bối trên sân thượng. Nhưng cậu ta trông vẫn ổn đấy thôi. Này, đừng có mà nói nhảm nữa. Dù có là Trang Su thì chuyện đó cũng thật là vớ vẩn. Vớ vẩn cải con cá tao nghe nói trận chiến đã kết thúc sau khi vài tiền bối bị đánh bại. Còn nữa, tối qua Trang Su đã đánh xin Myung Sik như tử, vậy nên tối nay tổ chức Đê Sung sẽ xử lý nó. Thế rồi cuối giờ học tích bong xuống bắt Trang Su nhà ta đi gặp anh chọc, như thể mọi chuyện đều trong kế hoạch anh vui vẻ bước đi mà không hề sợ hãi. Thấy Trang Su đi một mình buồn hai thằng đệ cứng băng bó đầy mình cũng theo sau cho vui. Ở điểm hẹn anh chọc và đại ca Chun Su đã chờ sẵn. Hắn nhắc nhẹ, nếu mày đã gọi bọn tao đến đây mà bọn nó không xuất hiện, thì mày tính sao đây, bị đánh bằng gậy 100 lần mỗi ngày trong một tháng thì sao? mi ung xích ấp úng anh nương tay với em chút đi chứ nếu bị ăn đòn như thế thật thì em chết chắc đấy đàn anh chun su thấy lâu ngày chưa dạy dỗ thằng em chun su chỉnh đốn khi không ở văn phòng thì gọi tao là anh thằng ngu trong cái giới này thì quan hệ là tất cả ở cái thời của tao thì lũ xin hung thậm chí còn không dám mơ đến việc ngóc đầu lên chuyện này xảy ra tất cả là do mày đã quá dễ dãi chuyện đã thành ra thế này rồi mày nghĩ người kế nhiệm của mày sẽ ra sao hả tao nghe nói chun su đã thua thằng trang su hay gì đó thế này thì mày củng cố lại địa vị trong tổ chức kiểu gì đây anh chọc bảo em sẽ cố gắng hết sức nhưng lại bị táp liền cố gắng thôi là không đủ thẳng ngu mày phải làm được hệ thống phân cấp hiện tại là kết quả từ máu và mồ hôi của những người tiền nhiệm của bọn tao đừng có yếu lòng mà hủy hoại tất cả và hãy nhớ rằng đây là lần cuối cùng bọn tao đứng về phía mày đại ca không muốn bọn tao can thiệp vào đâu nên bọn tao chỉ giúp được mày đến đây thôi hãy chắc chắn rằng mày sẽ cho chúng nó biết thân biết phận đi thế rồi tích bong cũng dẫn trang xu đến gặp đại ca ở trường thì oai như cóc khi ra đường thì khún núm liền ảo thật đó thấy trang su không cúi đầu chun su gọi lên chỉnh đốn anh chọc cũng hốt nhớ về tối hôm nọ em chỉ nói là hãy bảo mọi người rằng em đã đánh anh chẳng phải anh muốn kiểm soát tích bong sao nhìn đi mãi về trước trong tổ chức đê sung trường tê sung luôn có địa vị cao hơn trường xin hung và đó là bởi vì những người tốt nghiệp từ trường tê sung thì mạnh hơn trường xin hung còn căng tích bong sức mạnh của nó ở một cái tầm khác thằng đó vượt xa tất cả những thủ lĩnh trường xin hung từ trước tới giờ nếu anh có thể nghiền nó ra bã anh sẽ không cần phải đợi đến thời cơ chín mùi để cho nó sáng mắt ra đâu lý do lớn nhất mà anh có thứ hạng cao hơn tích bong trong tổ chức là bởi vì trường te sung nộp nhiều tiền cống nạp hơn em mới hiểu ra cái thời mà hai trường cùng nộp một khoản tiền như nhau thì không có cấp bậc giữa những người cùng khối hiện giờ tích bong đang lợi dụng mâu thuẫn nhỏ với anh để làm cái cớ để thay thế thủ lĩnh khối 11 là em đây Em và Tech Bong đã giảm số tiền cống nạp của trường Xin Hung. Nhưng nếu Tech Bong thành công thay thế em, nó sẽ lại tăng số tiền cống nạp lên và mục tiêu tiếp theo của nó chắc chắn là anh rồi. Anh là người hành động luôn có lý do, nhưng Tech Bong lại là một tên côn đồ chẳng mảy may bận tâm đến mấy thứ như thế. Vậy nên khi anh đối đầu trực tiếp với nó trong điều kiện giống nhau, khá chắc là anh sẽ thua. Vậy nên quyền lựa chọn là ở anh, bây giờ là thời điểm duy nhất để anh dẫm nát Tech Bong. Hồi tưởng xong anh béo hí hửng, thằng mặt lờ Tech Bong từ giờ mày chết với thầy rồi từ từ bước tới trước mặt hắn ta anh chọc nhắc nhẹ đúng là tao đã ra lệnh cho mày nhưng tao không hiểu tại sao mày lại đến đây cùng nó như thế nhưng có lẽ là tao đã hiểu rồi đàn anh của chúng ta rất đáng sợ mà rồi rình rình đấm một phát cực mạnh vào bụng thằng lờ rẻ rách làm hắn đứng hình méo hiểu vì sao bị ăn đòn mi ung xích cười nham hiểm hỏi thằng tích bong sao mày có thể bán đứng đàn em của mày như thế hả đúng là một thằng hèn hạ rác rưởi tao thấy chuyện này rất đáng đánh đấy cây cú hắn túm lấy cổ áo anh chọc quát lớn thằng lờ béo ú này mày muốn chết à mày là đứa bảo tao đưa do trang su tới và giờ tao lại trở thành một thằng rác rưởi ư hai đứa bọn mày thông đồng với nhau đúng không hả tao đã thấy có gì sai sai rồi mà mày chả là cái thá gì đâu đừng có mà vinh váo vì được mấy đàn anh chống lưng biết mõm đi chơi hơi xa tích bong xin lỗi đại ca chun su rồi rít cầu xin anh đấy tại sao anh lại làm thế anh đã thấy tất cả rồi mà đàn anh mi ung xích mới là người vượt quá giới hạn trước anh ấy đã làm em mất mặt trước bạn bè và cả mấy đứa nhóc nữa Chun Su bước tới nhắc nhẹ, chỉ mới một phút trước mày còn sẵn sàng bán đứng bọn nhóc đó cơ mà. Giờ mày lại muốn giữ mặt mũi trước bọn nó sao? Và hơn hết mày nghĩ nếu mày mất mặt thì có thể phớt lờ thứ hạng trong tổ chức à? Tích Bong đang định thanh minh thì bị ngắt lời, nay tao không muốn nghe lời biện hộ của mày nữa thằng lờ, rồi tát thanh niên một phát đau điếng. Sau đó bảo với Miung xích hành lễ thôi nào. Anh béo nghe xong hí hửng cầm gậy bóng chảy ra liền. Thấy Tích Bong bị ăn đòn đàn em của hắn chỉ dám khúm núm ngước nhìn mà không dám thở mạnh thế rồi cái đêm định mệnh đó cũng trôi qua được hai tuần chế độ hà khắc bóc lột người khác đã giảm đi đáng kể từ ngày hôm đó tích bong cũng chưa thấy đến trường đi trong hành lang bếch ho thầm nghĩ khi tích bong biến mất các tiền bối khác đều rất thất vọng có lẽ mọi chuyện đều do mình mà ra nhưng cuối cùng nó lại trở thành huyền thoại của thằng lãnh tụ điên khủng đó đang ngẫm thì yang jion chạy đến khoác vai rủ sau giờ học đi chơi game thấy anh không đồng ý nó lại khịa mày không đi vì mày cứ thua mãi chứ gì đấy là lý do mày phải luyện tập đấy dù sao thì sau khi trận chiến với tích bong kết thúc bọn mình không còn lý do gì để chiến đấu nữa. Mình đã thay đổi rất nhiều từ khi gặp thằng lãnh tụ điên khủng đó. Cuộc sống hiện tại có hơi buồn chán, nhưng cũng rất tốt. Tên trùng trường đã bị tiêu diệt, liệu còn mối nguy nào còn rình dập đám Bách Ho và Trang Su nữa không? Chúng ta hãy chờ đón phần tiếp theo nhé. Còn bây giờ xin tạm biệt mọi người.